70 luôn hả cha? Nhớ, nhớ cái thùng thùng không? Bò sữa rồi đó. Xếp bộ thì sao chị? Giá tăng. Xếp bộ thì bao nhiêu chị? Xếp bộ nhiêu cho em mẹ mới nhìn đó? 85 hả? Xếp bộ là 85 rồi đó. Cứ đồng giá 70 hết đi. Màu này dễ thương đi chị, một cái gì cấp chị mặc thôi. Cái mẫu gì vậy? Cái mẫu khác rồi. Dỡ ra cho chị coi. Chị nhớ mộng gì. Nhạc đẹp rồi. Mát. Bằng ngủ sướng. Được rồi, em chào các chị nha, các tình yêu ơi. Các chị ơi, các chị có đang xem thì cho em xin một chấm tương tác và đồng thời chia sẻ cái livestream này giúp em nha. Hôm nay thì bên em sẽ sale lộn xộn nha các chị. Rồi em chào chị Hợp Phan này, em chào chị Kim Hương này, em chào mọi người nha. Mọi người cho em xin một chấm tương tác và đồng thời chia sẻ cái livestream này giúp em nha. Hôm nay là chị sale xả lộn xộn chị ra để mới có vắng mấy bữa online mà mấy chị hỏi quá chừng đủ vậy luôn. Rồi bé mộng khi đau online. Dạ em chào chị Ốc Tiêu nè. Em chào các tình yêu nha. Rồi em xin phép bắt đầu like nha các chị đẹp của em ơi. Cho em xin một chấm tương tác đi ạ. Một chấm tương tác nhẹ nhẹ nha các chị, để em biết là các chị đang còn quan tâm và xem cái livestream này ha. Đồ hôm nay sale rất rẻ luôn nha các chị. Như set em, như bộ đồng ngủ em đang mặc đây thì sẽ có giá là 70k nha các tình yêu ơi. Có rất là nhiều mẫu cho các chị yêu lựa chọn luôn nha. Hôm nay thì like lộn xộn là các chị cứ yên tâm, có rất nhiều mặt hàng cho các chị lựa chọn. Các chị chỉ cần comment và các chị muốn mua gì, mẫu làm sao, size như thế nào như các chị đẹp của em ơi. Rồi em xin phép được like con đầu tiên nha. Đây là con đầm lụa nha các chị ơi. Con đầm ngủ chất liệu là phi lụa cho các chị này. Mặc rất là mát luôn. Hai bên có cái đường ren cho các chị. Cực kỳ sexy luôn các chị ha. Rồi em màu hồng này thì size là 55kg, độ lại mặc vừa nha các chị ơi. Ai lên này comment mã số 17 giúp em nha. Mã số 17 cho con. Con hồng phi lụa này nha các chị đẹp. Chắc vậy em phải nói với các chị là rất là thoải mái. Siêu siêu mát luôn các chị yêu ơi. Rồi ai lên này comment mã số 17 giúp em ạ. Mã số 17 size 55kg, độ lại mặc vừa nha các chị. Hai bên có đường ren cho các chị nè. Rất là quyến rũ luôn các chị ơi. Rồi em cảm ơn mọi người đã chấm bài cho em nha các chị. Cảm ơn các chị đẹp đã chấm bài cho em ạ. Rồi ai lấy con đầm em đang mặc thì comment mã số 17 nha các tình yêu ơi. Mã số 17 chứ con đầm em đang mặc có size là 55kg độ lại nha các chị. Khi mà các chị chốt đơn thì lưu ý là để lại số điện thoại giúp em nha. Rồi một em đầm tiếp theo cũng là chất liệu cái này cũng là phi lụa đúng không chị? Không phải, cái này chắc chắc gì á, chị cũng không biết đâu. Chắc không gì vậy, đẹp lắm. Những cái hàng váy ngủ như thế này thì thường là chất vải rất là mát nha các chị ơi. Mỏng nhẹ thoải mái nha các chị. Tối mặc ngủ rất là thoải mái luôn các chị ơi. Rồi như con em đang cầm trên tay đây, em này cũng có size là 60kg độ xuống nha các chị. 55-60kg độ xuống mặc vừa các chị yêu ha. Rồi ai đem này thì comment mã số 88 giúp em nha các chị đẹp ơi. Mã số 88 nhé. Dạ chị Ốc Tiêu ơi, con đầm em đang mặc là size 17, mã 17 nha chị đẹp. Mã 17 chứ không phải 97 đâu nha chị yêu ơi.
Còn con đầm hồng em đang cầm trên tay đây thì có mã là 88 nha các chị ơi. Mã 88 nha, các chị nhanh tay comment ha. Bộ màu hồng này thì còn khá là nhiều cho các chị này. Con hồng em đang cầm trên tay đây có 3 em nha các chị ơi. Đây, đây này chị, cái con hồng em đang mặc là con này nè chị ơi. Chị có muốn đổi không? Con hồng em đang mặc đây. Mã số 17 nha các chị đẹp ơi. Con đầm em đang mặc có mã số là 17 nha. Ở trong nó có dây cho các chị nè các chị. Còn ở ngoài nó là một cái viền ren cho các chị ôm cái tay cho các chị lại hơn. Vải mặc thì siêu mát mẻ luôn nha các chị. Ở đằng sau đây nha. Rất là sexy luôn các chị đẹp ơi. Rồi, em này chỉ có giá là 70k thôi mọi người ơi. Các chị comment mã số 17 giúp em nha. Chị Ốc Tiêu ơi, chị còn ở đó không ạ? Nếu mà chị Ốc Tiêu còn ở đó thì comment mã số 17 giúp em nha chị đẹp ơi. Rồi, em chào chị Như Tâm nè, em chào chị Hà Hoàng nè, em chào mọi người nha. Chào các tình yêu. Dạ, 70k thôi chị đẹp ơi. Rồi, 17 cho chị Ốc Tiêu nè, ok chị Ốc Tiêu nha. Chị có giá là 70k thôi nha, các người đẹp, mọi người đẹp của em ơi. 70k 55kg đổ xuống mặt vừa, ai lấy comment mã số 17 giúp em nha. Mã này thì em có hai màu nha các chị, một màu hồng nhạc. Một màu hồng nhạt và một màu hồng đậm cho các chị đẹp ơi. Rồi màu một cái này các chị Như Tâm nè. Các chị lấy màu hồng, các chị mà lấy màu hồng nhạt thì comment mã số 42 giúp em nha. Còn rất là nhiều, các chị cứ yên tâm comment nha các tình yêu của em ơi. Dưới 60kg 58kg đổ xuống mặt vừa nha các chị. Rồi em chào chị Phan 7 nè. Cảm ơn chị Như Tâm đã chấm bài cho em nè. Em màu hồng nhạt luôn nha các tình yêu của em ơi. Em màu hồng nhạt cũng rất là dễ thương luôn. Rồi ai lấy em màu hồng nhạt comment mã số 42 giúp em nha. Chị có giá là 70k thôi ạ. 70k cho con đầm em đang mặc nha các chị ơi. Chất vải là phi lụa nha các chị. Chất vải phi lụa mặc rất là mát và thoải mái luôn. Dạ em chào chị Văn Trương ạ. Lâu ngày quá chị yếu ha. Chị Văn Trương là phan cứng mà. Rồi 42 cho chị Ốc Tiêu luôn ạ. Ok chị yêu nha. Các chị ơi, đồ rất là đẹp và rẻ nữa. Các chị nhanh tay comment giùm em ha. Chị có giá là 70k cho một con đầm em đang mặc thôi nha các chị. Có hai màu cho các chị lựa chọn, một màu hồng đậm và một màu hồng nhạt em đang cầm trên tay nha các chị đẹp của em ơi. Chất vải phi lụa mặc siêu thoáng mát ạ. Ai thích con đầm hồng em đang mặc thì comment mã số 17. Còn con đầm hồng em đang cầm trên tay đây thì có mã số là 42 nha các chị. Màu hồng nhạt có mã số 42 nha các chị đẹp của em ơi. Chị có giá 70k thì các chị nhanh tay comment nha. Dạ có nha chị Bảy Phan ơi, đầm này có giá là 70k nha chị Kim Lê ơi. Rồi 142 cho chị Lan Thảo luôn ạ. Ok chị yêu nha. Đầm chỉ có giá là 70k thôi nha các chị đẹp của em ơi. Các chị mua đà những cái đầm ngủ như thế này, mặc nó rất là sexy, hơn nữa là nó mặc thoáng mát. Các chị nên sắm một em để trong tủ đồ của mình nha các chị. Chẳng những sắm một em mà nên sắm nhiều em nữa đó các chị. Có hai màu cho các chị lựa chọn nè. Dạ có nha chị ơi, 55kg đổ xuống mặt vừa nha. Có size cho các tình yêu luôn này. Có size L, size L, size S nha các chị ơi. Size L, size S, size M gì cũng có hết nha các chị. Như con đầm của em đang mặc đây là size S nha các chị đẹp ơi. Dưới 58kg đổ lại mặt vừa nha mấy chị. Rồi cho chị màu hồng. Ok chị Minh Phan, chị Minh Phan lấy màu hồng thì comment mã số 17 giúp em nha chị đẹp. Tại vì có hai màu hồng ạ. Rồi 17 hồng đậm. Ok chị Thúy Đặng nè. Các chị ơi, các chị comment đúng mã giùm em nha. Chỉ còn một em duy nhất màu hồng đậm thôi ạ. Còn lại là màu hồng nhạt nha các chị ơi. Màu hồng nhạt này mà cũng rất là dễ thương luôn đó các chị.
Dạ con nha chị Thúy Đặng ơi, còn rất là nhiều mẫu luôn nên là các chị cứ yên tâm nha. Xem like là các chị tha hồ lựa đồ. Mà đồ cũng rất là đẹp nữa, vừa đẹp vừa rẻ nữa nha các chị. Rồi ai lấy con nào em đang mặc comment mã số 17 nha. Mã số 17 chỉ có một em thôi ạ. À. Mã số 17 còn một em, còn mã số 42 là con hồng đậm nha các chị ơi. À hồng nhạt nha các chị. Mã số 42 là em hồng nhạt này nha. Rồi thôi được rồi, em sẽ chốt luôn mã cho chị Minh Phạm ha. Mày mã khác anh ơi. Cái này vậy em cởi ra của em đúng không? Đúng rồi. Mã số 17 em hết rồi nha các chị đẹp. Cái này chốt cho chị Minh Phạm. Cái set đồ bộ này sao chị? Đồ bộ đó cũng vậy luôn. Mày thì phải 60kg em. Dạ. 60-62. Khóc tiêu 17. Rồi em lên một con đồ bộ cho các chị nha các chị. Trời ơi em đồ bộ này dễ thương quá các chị ơi. Chắc vải phi lụa luôn các chị yêu ha. Dạ rồi ok chị Thúy Đặng nè. À, bộ đồ em đang mặc là size L nha mấy chị ơi, size L 60kg đổi lại mặc vừa em này cũng có giá là 70k nha. Các chị lấy em này thì comment mã số 95 giúp em nha các chị. Trời em này mặc vải siêu siêu mát luôn các chị ơi, em này còn có quần nữa nha. Các chị lưu ý là đồ này là bên em mới khui ra luôn nên là nó hơi nhào một xíu. Các chị về các chị giặt ủi là nó sẽ mới. Bữa em like á, một mớ em đi không có số điện thoại xài. Dạ yeah. Không số điện thoại đâu, khách mới mà không cho số rồi xóa comment luôn đâu kính. Ờ, nhắn rồi đâu được đâu. Rồi tối đó chị xả nguyên một giỏ cao luôn. Yeah. Em xin số, em sẽ xin số. Em vẫn xin số mà em phải ghi số điện thoại lại trên trên máy đúng không chị? À, để ghi số rồi. Xin số thì nếu như chị có chị thì chị chốt phần mềm thì chị bấm thì nó nhảy qua lưu lên phần mềm. Yeah. Nhưng mà sợ không có chốt đó là bắt đầu nó. 42 chị Lan Thảo nào đây nè, xin số điện thoại em. Dạ chị Lan Thảo ơi, chị cho em xin số điện thoại nha chị đẹp ơi. 42. Các chị ơi, các chị chốt đơn thì lưu ý là kèm số điện thoại cho em nha. Hôm bữa vừa rồi các chị chốt đơn nhưng mà các chị không để lại số điện thoại em bên em. Thủy đã phải hủy đơn của các chị khá là nhiều các chị. Mình Thủy lưu ý nha. Thủy Đặng. Sao chị? Thủy Đặng chưa có số. À. Chị Thủy Đặng ơi, chị cho em xin số điện thoại luôn nha chị đẹp ơi. Rồi hiện tại cái màu hồng nhạt em đang cầm trên tay với cái con đầm vừa rồi á, mã số 42 các chị cứ comment đi nha. Còn 60kg vừa nha mấy chị ơi, 60kg vừa con em đang mặc nha. Ai lấy thì comment mã số 95 giúp em nha. Mã số 95 hình như là chị Minh Phạm đấy nè. Chị Minh Phạm cho em xin số điện thoại luôn nha chị đẹp ơi. Một bộ chỉ có giá là 70k thôi nha các chị. Dạ chào chị Hà Thị Mai. Mấy chị ơi chốt đơn cho em xin số bên em mới chốt được nha. Còn không xin số là đi dễ bị hủy đơn lắm mấy chị. Các chị ơi, cái bộ em đang mặc đây 60kg đổi lại mặc vừa. Mã của em này là mã số 95 và có giá là 70k nha các chị. Một em duy nhất thôi ạ, nên là các chị nhanh tay comment nha. Comment mã 95 giúp em nha các chị. 65kg đổi xuống mặc vừa, 60kg đổi xuống mặc vừa. Set đó vừa, 65kg vừa. Mã số 95 cho con set em đang mặc nha các chị đẹp ơi. Chất vải là phi lụa mặc siêu thoải mái luôn nha các chị. Chị Nguyễn Anh đây, đồng giá 70.000 nha chị. Rồi mấy chị yêu ơi, cho em xin số điện thoại chị mấy chị ơi. Cho em xin số điện thoại đi. Nãy giờ thấy ba chị chốt chưa có số nè. Chị nào khách cũ thì comment ba số cuối. Chị nào mới là cho lại số nha. Có một bộ. Cô một bộ 50kg đi. Bộ này 50kg mặc vừa nha cô ơi. Bộ này 50kg mặc vừa nha các chị đẹp của em. 50kg đến 60kg mặc là đẹp nha. Hiện tại là em 44kg nha các chị. 44kg thì mặc hơi rộng nha các tình yêu của em ơi. Nên là bộ này là 50kg đến 60kg là mặc vừa đẹp ha. Có một bộ đó hả? Có một bộ duy nhất thôi nha mọi người. Nhanh tay comment giùm em mã số 95 đi ạ. Mã số 95 cho con set em đang mặc nha các chị ơi. Rất là mát luôn. Vừa mát vừa đẹp nha các chị. Mã số 95 giúp em nha các chị đẹp ơi, một bộ duy nhất thôi ạ.
Dạ rồi, ok chị nha. Rồi để em xíu nha chị đẹp ơi. Cho coi lại con đầm chị Thúy Hồ. Ủa sao mấy chị đi? Rồi chị Lan Thảo em lấy số rồi nha chị. Rồi em cảm ơn chị Lan Thảo ạ. Rồi các chị ơi, chị Thủy Đặng em chưa lấy số nè. Chị Thủy Đặng. Dạ rồi chị Minh Phạm nữa. Chị Minh Phạm em chưa thấy số nha. Dạ rồi. Cô Nguyễn Hương ơi, nếu mà cô lấy bộ vừa rồi con mặc đó thì cô chốt mã 95 giúp con nha. Rồi, cô. Rồi ok chị Nguyễn Hương Đắk Nông nha. Dạ rồi, đây là cái đầm hồi nãy á. Đây cho chị Thúy Hồ ơi, đây là cái đầm cái đầm ngủ hồi nãy em like nha chị. Cái con đầm này rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Dạ là con đầm này chất liệu là phi lụa nha các chị, chất liệu phi lụa ở trong nó có dây cho trên đó hiểu không? Đây nói chung là con này rất là đẹp luôn, em không còn phải nói nhiều là các chị vẫn đủ thấy độ đẹp và độ thoải mái của em nó. Xả rồi. Con này là 55 kg đổ lại mặt vừa nha các chị. Rồi ai lấy cái màu hồng này á, màu hồng nhạt thì comment mã. Chị Lan Thảo ơi, chị chốt, chị đừng có xả đồ của tụi em nữa nha. Bên chị chốt xả là em xả nguyên đơn, nó cực em lắm. Tụi em xả là xả một cái là xả nguyên đơn á, cái chị chốt chú ý mà em đừng có xả đồ nữa. Rồi. Rồi em xả một đơn của chị rồi. Tiếp theo con đầm mà con đầm bò sữa em đang mặc rất là dễ thương nha mấy chị ơi. Trời con đầm này vải chất liệu là thun nha mấy chị, chất thun co giãn nè. Dạ mã số 42 nha chị đẹp ơi, mã số 42 cho con đầm hồng vừa rồi nha các chị. Còn ai lấy mã con bò sữa này 60 kg đổ xuống mặt vừa các chị, 60 kg đổ xuống mặt vừa và mã của em nói là 86 nha các chị. Mã 86 cho con đầm bò sữa em đang mặc nha. Còn cái mã đầm màu hồng vừa rồi á là các chị comment mã số 42 giúp em nha. Mã số 42 cho con đầm hồng vừa rồi. Còn mã bò sữa này thì các chị comment mã số 86 giúp em ha. 60 kg đổ lại mặc vừa nha các chị đẹp của em ơi. Chị Minh Phạm, chị Thủy Đặng với lại chị Thủy Đặng với chị Minh Phạm không cho số em hủy đơn nha mấy chị. Rồi mã 42 cho chị Thúy Hồ ạ. Rồi ok chị luôn nè. Dạ em chào chị Nga Lâm. Mã số 86 cho con đầm em đang mặc nha các chị đẹp ơi. Cảm ơn chị Nga Lâm. Dạ cảm ơn chị Thi Hồ em biết rồi. Hello Nga Lâm. Lâm á, Nga Lâm á. Nga Lâm với lại Nguyệt Lâm á. Mà chị hay đọc như vậy thì chị đọc không có dấu đâu. Tại vì không biết dấu như thế nào bỏ vô á, cho nên mình đọc đúng không dấu là Nga Lâm luôn. Thi Hồ chứ chị không có đọc Thủy Hồ luôn. Thi Hồ. Rồi em lên một con đầm tiếp theo nữa. 86 còn không em? Dạ 86 có một mẫu duy nhất thôi nha mấy chị đẹp ơi. 86 thì có một em duy nhất thôi. Rồi em lên con đầm này nè các chị. Con đầm này thì sẽ xinh không quá. Sẽ không khiến các chị bị hở ngực và con này có ôm ngực cho các chị luôn nha. Cái này không có bưởi, không có gì mặc vẫn được nha. Chăm tắc gì chơi được hết, nho mỹ rồi chơi được hết nha. Dạ rồi em này là 60 kg đổi lại mặt vừa nha các chị đẹp ơi. Dễ thương. Rồi anh em này comment mã số 88 giúp em nha. Mã số 88 giúp em nha các chị đẹp ơi. Cho con đầm em đang mặc ạ. Dạ chị Lan Thảo ơi, chị lấy Ủa? Em nào ạ? Chị Nguyễn Gái lấy cái 86 nè. Ok chị Nguyễn Gái cho 86 nha chị. Dạ rồi 86 cho chị Nguyễn Gái ạ. Chị Lan Thảo ơi, mã của em màu hồng này á là mã 42 nha chị đẹp. 42 chị Lan Thảo lấy rồi mà. Dạ. Phải không? Để chị coi lại coi. Chị Lan Thảo mới có. Lan Thảo có 42 rồi. Dạ. Chị Lan Thảo một cái 42 rồi. Hai dây thôi chị. Thun á nha Hoa Ngọc Lan ơi. Thun với lại lụa không à. Thun lụa chứ không có von. Von bằng ngủ. Rồi mã số 88 cho chị. Cho chị 7 phan. Cái này là có 4. Chị Thủy Đặng ơi, cái này là 2 dây. Chị comment nha. Ui, nhiều lắm. Nhiều lắm á chị ơi, mấy chị cứ tha hồ comment nè. Em số 88 này rất là đẹp luôn các chị. Cho chị Bảy Phan. Đẹp lắm nha. Rồi cảm ơn chị Bảy Phan nè. Rất là đẹp luôn. Cái thun này là thun lụa. Dạ đúng rồi. Rồi một mã 88 nữa cho chị Nguyễn Gái ạ. Thun này thun lụa mát cực kỳ luôn. Đầm này là đầm ngủ nha mấy chị đẹp ơi. Đầm ngủ nha. Chất liệu hầu như là thun với lại phi lụa. Hôm nay bên em like đầm ngủ. Các chị nên lựa những cái chất vải như vậy tại vì nó sẽ thoải mái hơn. Rồi ai lấy này comment mã số 88 giùm em nha các chị. 60 kg đổ xuống mặt vừa và chỉ có giá là 70k thôi các chị ơi. Quá rẻ luôn nha các chị. Ai lấy thì nhanh tay comment mã số 88 giùm em nha. Dạ con chào cô Phương Nguyên. Dạ giá là 70k nha cô ơi. Chỉ có 70k cho một em đầm này thôi nha mọi người. Nhanh tay comment nha mã 88 cho con đầm em đang mặc nha mọi người ơi.
rất là xinh luôn ạ. 60kg độ lại mặt vừa nha các chị ơi. Hoa mẫu. Cái gì mà sọc sọc kia ạ? Cái bằng này sọc sọc nó. Có một cái lưng nước luôn. Rồi mà thám thám cho Thúy Hồ. Ok chị Thúy Hồ nha. Thúy Hồ một cái. Vẫn còn 3M88 nữa nha mọi người ơi. Các chị cứ comment nè, vẫn còn 3M nữa nha các chị. Mà 88 vẫn còn ạ. Dạ em chào chị Khích Nguyễn. Chào chị yêu. Ủng hộ shop nha chị đẹp. Hôm nay em like đầm ngủ và đồ bộ. Rất là nhiều luôn các mấy chị, nhiều mẫu đẹp lắm luôn. Giá thì khá là mềm, 70-85k thôi nha mọi người ơi. Rồi em lên tiếp một con mẫu. Trời ơi mấy chị ơi, dễ thương quá mấy chị. Một em đầm, chất liệu là thun, rất là dễ thương luôn. Em này thì 65kg độ lại mặt vừa nha các chị đẹp của em ơi. 65kg độ lại mặt vừa em này ha. Ai lấy comment mã số 4, mã số 4 giúp em nha các chị. Mã số 4 cho con đầm em đang mặc. Mã số 4 này là có 5 em thôi nha, ưu tiên cho 5 chị nhanh nhất nha, nên là các chị nhanh tay á. 65kg độ lại mặc vừa nha các chị. 60-65kg độ lại mặc vừa em này. Ai lấy thì nhanh tay comment mã số 4. Vải cực kỳ đẹp nha mấy chị. Ở đằng sau siêu dễ thương nha các chị ơi. Chỉ có giá là 70k thôi ạ. À. Rồi số 4 cho Phạm Phương nè. Vẫn còn số 4 rất là nhiều nha các chị. Trời em số 4 này xinh quá. Em số 4 này xinh quá nên em phải nén lại cho các chị coi lâu hơn. Ờ em số 4 này thì có 2 màu nha các chị ơi. Màu xanh và màu vàng nha các chị. Ai lấy màu xanh thì comment mã số 87 giúp em nha các chị ơi. Số 4 cho chị Nguyễn Gái nè. Rồi ok chị yêu luôn nha. Số 4 có 2 màu nha các chị đẹp của em ơi. Số 4 có 2 màu, một màu xanh và một màu vàng nha các chị. Dạ rồi ok chị Bảy Phan ạ, đầm xuân chị đợi bên em một xíu nữa nha. Đó, đang đầm xuân đó. À cái này là đang đầm xuân đây nè chị. Cái này là đang đầm xuân đây nè chị đẹp của em ơi. Rất là dễ thương luôn. Ở đằng sau vẫn có hình cho các chị nha. Em này có 2 màu nha các chị đẹp. Một màu xanh và một màu vàng ạ. Rồi ai lấy con đầm màu vàng em đang mặc thì comment mã số 4. Còn màu xanh thì comment mã 87 giùm em nha các chị ơi. Chất liệu là thun ha. Thun thái nha mấy chị. Chỉ có giá là 70k thôi nha các chị ơi. Rất là rẻ luôn. 70k cho một em đầm em đang cầm trên tay nha các chị đẹp. Rồi ai lấy thì nhanh tay comment này. Mã số 4 này, mã số 87 nha các chị. Nó trị quá con mặc không được. Rẻ. Dạ ok cô Bảy Pha, cái này là tùy sở thích mỗi người thôi ạ. À. Bây giờ mình lớn tuổi rồi thì mình muốn trẻ trung lại mình sẽ mặc đồ trẻ. Cái đó là mặc ngủ thôi, ví dụ như mẫu này cũng được nè, đầm xuân. Tại vì cái này mình chỉ mặc ngủ thôi các chị. Cái này mình chỉ mặc ngủ với mặc ở nhà thôi thì em nghĩ là không sao nha các chị. Không có vấn đề gì đó hết ạ. Rồi ai lấy con đầm em đang mặc comment mã số 4 nha. Còn màu xanh này thì comment mã số 87 giúp em ạ. Còn nếu mà các chị thấy trẻ quá thì có thể mua về cho con gái hoặc là cháu của mình mặc nha. Trời, 87 cho chị Nguyễn Gái nè. Không tại sao vì... hết chị ơi, mình ai cũng mặc được mà. Dạ giá là 70k nha chị đẹp ơi. Rồi mã 4 cho chị Trần Chi luôn ạ. À. Ok chị yêu nha. Cho em xin số điện thoại luôn nha chị đẹp ơi. Cái này vậy có bán không chị? Bán không chị? Áo này cũng 70 luôn á. Rồi mã xanh luôn cho chị Trần Chi ạ. À. Số 4 à. Xanh là bao nhiêu á? Không phải số 4. Xanh là mã nhiêu? Xong số 4 là màu vàng nha chị đẹp ơi. Màu xanh là 87 nha. Comment đúng mã giùm em nha chị Trần Chi ơi. Một cái luôn. Xay luôn.
Trả đi em. Chị Trần Chi lấy màu xanh comment mã 87 giúp em nha chị đẹp. Còn mã số 4 đó là màu vàng nha chị ơi. Rồi. Tự nhiên còn sót lại một con áo, một con áo vải von nha các chị ơi, rất là xinh luôn, các chị mặc đi dạy. Đi dạy hoặc là đi đi làm văn phòng gì đó cũng rất là xinh đó các chị. 70.000. Rồi, áo này em xin giá là 70k nha các chị đẹp ơi. Chất von 55kg đổi lại. Chất von 55kg đổi lại nha các chị. Em lại gần cho các chị xem này, siêu dễ thương luôn. Rồi, Alem này comment mã số 47 giùm em nha. Một em áo von duy nhất vô tình lọt ra thôi nha các chị. Không có em thứ hai đâu ạ. 70k nha các chị đẹp của em ơi. Một em sơ mi von. Chị Trần Chi có lấy thêm cái xanh không chị? Lấy thêm cái xanh chốt giùm em mã 87 nha chị Trần Chi ơi. Dạ ok chị, em thấy so thấy rồi ạ. Rồi ok chị Trần Chi nha. Dạ em biết rồi, hôm qua chị có. Rồi Alem này comment mã số 47 giúp em nha. Mã 47 cho con áo em đang mặc ạ. À. Chất áo hơi đẹp luôn mấy chị. 55kg đổi lại mặc vừa nha các tình yêu ơi. 55kg đổi lại mặc vừa em này. Mã số 47 giúp em nha các chị. Chị Trâu Vàng, lâu ngày quá, lấy cho chị. Dạ, chị lấy hạt nêm rong biển đúng không chị Trần Chi? Em ơi chốt cho chị Trần Chi hạt nêm rong biển. Một gói, chắc một gói. Một gói hạt nêm rong biển hả chị? Để chị coi. Cái này chắc là tư. Trời ơi các chị ơi, em lên một con đầm 2 giây siêu phẩm cho các chị luôn. Em mà đọc giá là mấy chị hết hồn luôn. Rồi Alem này comment mã số 71 giùm em nha. Eo của nó là 76 độ xuống mặt vừa. Một em đầm 2 giây màu xanh cho các chị này, rất là dễ thương luôn. Con này chất liệu là vải ren nha các chị. Vải ren có lớp lót ở trong ha. Em này thì có 3 màu cho các chị lựa chọn. Phải nha. Dễ đấy coi. Chà, chị chà. Rồi thấy hết rồi, thấy hết rồi đó. Em này là có hai màu rồi, trông quá. Có một em duy nhất thôi nha các chị đẹp ơi. Alem này comment mã số 71 giúp em nha. 80.000 thôi. Dạ chào chị Trâu Vàng. Lâu ngày quá mới gặp lại mọi người. Bữa giờ em đi thi nên em không like được cho các chị. Em nghe chị Bob nói là mấy chị có hỏi thăm em nhiều lắm. Em cảm ơn các chị nha. Rồi các chị đẹp của em ơi, ai lấy con đầm em đang mặc này thì comment mã số 71 giùm em nha. Mã số 71, eo 76 độ lại mặc vừa nha các chị. Eo 76 độ lại mặc vừa, em này là 2 giây, mặc đi tiệc rất là xinh. Giá của em này là 80k nha các chị đẹp ơi. Giá 80k thôi nha các tình yêu của em ơi. Một em đầm chất ren quá sức đẹp luôn, ren cao cấp nha các chị. Em này là ren cao cấp nha. Rồi, 71 cho chị Thúy Hồ luôn ạ, à. Ok chị yêu ha. Chị Thanh Hồ bữa giờ là không có mua ở nhà mà em like rồi mới mua đó. Mừng không? Trời, vậy chân thành gửi lời cảm ơn tới chị Thúy Hồ luôn. Lỡ chị Thanh Thủy thì sao? Bây giờ chắc vui thì gọi Thủy mà không vui thì gọi Thúy. Like gần ngon bằng chị My rồi. Chào mấy chị đi kìa. Dạ em chào các tình yêu nha. Đơn hôm bữa 19 tay chị có giao chưa vậy? Chị Nguyễn Gái đi rồi đúng không? Ôi em chào chị Mạch Anh. Lại gặp nhau nữa rồi. Trời ơi một cái đầm màu xanh nữa các chị. Một cái đầm màu xanh quá sức xuất sắc luôn. Em này là form kiểu maxi nha các chị đẹp ơi. Đơn chị 19 đi rồi nha chị. Là đúng mới nha. Em này eo 80 độ lại nha các chị. Eo 80 độ lại mặt em này mặc vừa nha các chị. Con này co giãn rất là tốt luôn ạ. À. Nên là các chị mập hay ốm không có sợ bị chật hay rộng đâu nha các chị đẹp của em ơi. Mã của em này là mã 55 nha các chị ơi. Mã 55 chỉ có một em duy nhất thôi ạ. À. 80k nha các chị. Ai lấy thì nhanh tay comment giúp em ạ. À.
Mã 55 cho con đầm em đang mặc nha các chị ơi. Form là form maxi ở dưới có 2 triệu đuôi cá cho các chị nha. Ba bông xòe cho các chị luôn. Phía đằng sau nha các chị đẹp của em ơi. Em này eo 80 độ lại mặc vừa nha. Mã số 55 cho con đầm em đang mặc nha các chị đẹp. Duy nhất một em nhả nhanh tay nha các chị ơi. Hồi nãy có chị nào hỏi đầm 2 dây thì bây giờ em lên đầm 2 dây đi nha các chị. Chiều lòng khách hàng hết nấc luôn. Rồi mã 55 cho chị Tuyết Hồng. Ok chị Tuyết Hồng nha, cảm ơn chị. Rồi chuẩn bị em lên một con đầm siêu phẩm, bảo đảm là các chị sẽ rất là thích luôn. Em này các chị mặc đi tiệc là bao xinh luôn. Màu này cũng khá là lạ luôn các chị. Màu này là màu xám. Đúng chị. Màu xám em này có eo là 80 độ xuống nha các chị đẹp của em ơi. Eo 80 độ xuống nha. Đây các chị xem cái phần eo co giãn nó rất là tốt luôn ha. Dễ thương quá ha. Trời em này quá sức xinh luôn. Em này thì chỉ có 2 mẫu thôi. Ai lấy comment mã số 34 giúp em nha. Mã 34 chỉ có 2 em thôi. Các chị nhanh tay comment giúp em nha. Eo 80 độ lại mặc vừa con đầm em đang mặc nha các chị ơi. Em đầm này quá xuất xinh luôn mọi người ơi. Xinh quá. Ai lấy nhanh tay comment nha. Comment mã 34 giúp em nha các chị ơi. Rồi 134 cho chị Trần Chi. Vẫn còn 134 nữa nè các chị ơi. Các chị comment mã 34 cho con đầm em đang mặc nha. Rồi 34 cho chị Lan Thảo này. Ok chị yêu nha. Rồi mẫu 34 cháy hàng luôn nha các người đẹp ơi. Giá của em đầm này thì chỉ có 80k thôi nha các chị. Bây giờ em lai đầm chỉ có giá là 80k thôi à. Đầm ngủ thì có giá là 70k nha. Còn đầm đi tiền thì có giá là 80 à. Vải riêng đó chị yêu ơi. Vải riêng nha chị Vân. Vải riêng có lớp lót ở trong nha các chị, không mà có sợ riêng có mút có lót luôn á, nó đẹp lắm. Riêng em này là có mút ngực luôn. Chỉ có giá là 80k thôi. Nãy hai chị nào may mắn là đặt được đó là em đưa hết mấy cái bao ra đây chị, quăng bao ra đây. Một em đầm công chúa nữa nè các chị ơi. Một em đầm công chúa này có eo sẽ là 76 độ lại nha các chị. Eo 76 độ lại mặc vừa em này nha. Dạ 34 em hết rồi nha chị đẹp ơi. Chị có kem mã quá cho em. Mã 34 hết rồi nha chị đẹp ơi. Bây giờ là em lên mã 76 nha các chị ơi. Con đầm em đang mặc mã 76 ạ. Em này eo 76 độ xuống mặc vừa nha các chị. Quá trời đẹp luôn. Ai lấy em này comment mã số 76 giúp em, chỉ có giá là 80k thôi nha các chị. Con đầm đi tiệc này có giá là 80k thôi nha các tình yêu của em ơi. Em lại gần cho các chị xem nè. Cái phần dưới, ở dưới là tầng cho các chị nha, tầng 2 lớp, trên 2 lớp ha. Ai lấy comment mã 76 giúp em luôn cho con đầm em đang mặc quá xuất sinh, mình mua về cho con gái mặc đi tiệc đồ nha các chị. Chỉ có một màu duy nhất thôi ạ, à, là màu da thôi nha các chị ơi. Mã 76 giúp em ha. Dạ đúng rồi chị ơi, con đầm này rất là xinh luôn. Cảm ơn chị Hà Thị Mai ạ. Mã 76 giúp em nha mọi người ơi. Mã 76 này chỉ có 2 em thôi ạ, 3 em ạ. 3 em ưu tiên cho 3 chị nhanh nhất nha. Eo bao nhiêu? Eo 76 độ lại nha các chị. Eo 76 độ lại mặc vừa em này ạ. Cũng có hơi co giãn, con này chắc 80 á. 80 độ lại vẫn mặc vừa nha các chị. Tại vì eo co giãn khá là tốt luôn. Chắc vải này à. Chắc vải này thì nó là bao độ xịn cho các chị. Rồi có mút ngực ở trong luôn ha. Em này có mút ngực ở trong luôn nên là các chị mặc yên tâm, nó sẽ nâng cái phần ngực của mình lên. Dạ 80k thôi nha chị đẹp ơi. 80k thôi ạ. Rồi 176 cho chị Nguyễn Hương Lan này. Ok chị yêu, cho em xin số điện thoại luôn nha chị đẹp. Các chị lưu ý mình chốt mã thì cho bên shop xin số điện thoại luôn nha các chị.
Còn nếu mà không có số điện thoại thì bên em sẽ xả đơn nha. Giá 80k thôi nha các chị ơi. Mã là 76 ạ. Mã 76 cho con đầm vừa rồi em mặc cho các chị có mút ngực ở trong. Dạ rồi em chung. Xả vì eo lớn. Rồi vậy em chốt cho chị Phương Anh Phạm nha. Rồi 176 cho chị Nguyễn Gái luôn ạ. Eo này á là các chị eo 74 mặc là vừa ha. Nói chung từ 80 cho đến 72 là ok nè. 80 đến 72 men thôi nè, em nói 80 là cái độ co giãn nhất của nó chị, chứ không phải là eo 80 đâu nha chị đẹp ơi. Eo 80 độ xuống 70 độ lên mặc là vừa đẹp nha các chị. Chỉ có duy nhất ba em thôi là các chị đã đặt rồi mà xả thì mình lưu ý thôi. Lỡ như lát nữa mình đặt lại là cũng không còn hàng nữa nha các chị. Rồi một em nằm 2 giây tầng để cho các tình yêu của em đây. Trời em này xinh quá mấy chị ơi. Chất liệu là vậy á, vậy lanh nha các chị. Giống như vải xô. Con này nó hơi ngã về vải xô một xíu nha. Nhưng mà rất là ok. Em này thì size nhỏ thôi nha các chị, 45kg độ lại mặc vừa em này ha. 45kg độ lại mặc vừa nha các chị đẹp ơi. Em này em xin giá nhẹ nhẹ là 70k thôi ạ. 70k cho con đầm em đang mặc. Ai lấy comment mã số 32 nha. Mã 72 cho con đầm em đang mặc nha các chị ơi. 32 hay 72 mới đặt 32. 32 ạ. Mã 32 nha các chị. Mã 32 cho con đầm em đang mặc ạ. 70k thôi nha các chị ơi. Ốm. Em này là lưng thun nha. Em này là lưng thun có co giãn nè. Các chị hơi ốm người cỡ 78kg độ xuống á. 78kg độ xuống mặc vừa nha các chị ơi. Có họ hàng với con mã 76 á. Em này là chuẩn đỏ tươi rồi đúng không? Trời ơi các chị ơi, một em đầm đỏ quá, sức đẹp các chị. Con này mà nó là siêu đẹp luôn. Rồi, em này có eo là 76 độ lại mặt vừa nha các chị. Phần dưới nó là phần tầm cho các chị nè. Rất là xòe luôn. Màu đỏ tươi nha các chị đẹp ơi. Ai lấy comment mã số 7 giúp em nha. Mã số 7 cho con đầm em đang mặc nha các chị. Con này có giá là 80k thôi ạ. Một con, hai con nha các chị. Một em duy nhất thôi nha các chị ơi. Dạ em chào chị Hương Nguyễn ạ. Chào các tình yêu của em nha. Cảm ơn các chị. Các chị ơi các chị nhớ ủng hộ shop nhiều nhiều nha các chị đẹp. Rồi con đầm em đang mặc eo 76 độ xuống mặc vừa. Ai lấy em này comment mã số 7 giúp em nha. Mã số 7 chỉ có một em duy nhất thôi nha các chị ơi. Bao bông xòe cho các chị luôn ạ. Mã số 7 giúp em nha. Mã số 7 có giá là 80k thôi nha các chị. Một em duy nhất. Dạ có giấy kéo nha chị đẹp ơi. Đây nha chị, có giấy kéo đằng sau đây cho các chị đi nha. Rồi mã 7 cho chị Nguyễn Gái luôn ạ. Ok chị yêu. Đầm rất là đẹp luôn á các chị. Với có thêm một em màu vàng nữa nha các chị ơi. Em này màu vàng tươi. Đây nha các chị ơi, em này màu vàng nè. Màu vàng này cũng rất là đẹp luôn.
Rồi ai lấy màu vàng này thì comment mã số 15 giúp em nha. Mã số 15 cho con đầm vàng em đang mặc đây. Nó cũng giống như con đầm đỏ hồi nãy em mặc nha các chị. Khác màu thôi ạ. Ai lấy thì comment mã số 15 giúp em nha. Eo 76 độ lại vừa nha các chị. Cái đầm này 80.000 á hả? Rẻ hơn giá sỉ luôn. Một cái đầm đi tiệc body này cho các chị yêu đây. Em này quá sức xuất sắc luôn các chị ơi. Em này là màu cam nha các chị. Màu cam cà rốt đi nha các chị đẹp của em ơi. Cháu màu đen cao vướng víu. Các chị ơi em này sẽ có eo là 76 độ lại nha các chị. Eo 76 độ lại mặc vừa em này ạ. Ai em này comment mã số 81 giúp em nha. Mã số 81 có giá là 80k luôn ạ. 80k cho con đầm em đang mặc nha các chị đẹp ơi. Mã số 81 ở một em duy nhất thôi. Màu cam cà rốt nha các chị. Cà rốt là cà rốt, cam là cam. Rồi mã 81 cho chị Ngô Thu Hương ạ. Giới thiệu màu, giới thiệu bảng màu. Các chị vẫn yêu thích. Vẫn yêu thích và ủng hộ. Phú hôn. Hết rồi chị ơi. Ở đây gặp em. Còn không có màu đen nữa. Màu hồng với màu này. Màu hồng này có màu mặt mặt với chị. Dạ 81 em chốt cho chị Thu Hương rồi nha chị Nga ơi. Mà các chị cứ yên tâm nha. Ở đằng sau còn rất là nhiều mẫu đầm đẹp cho các chị. Giá cũng chỉ dao động từ 70 đến 80k thôi nha các chị ơi. Đây, bây giờ em sẽ lấy một con siêu phẩm này cho các chị nè. Em này là chắc chắn rất là nhiều chị săn đón luôn. Wow, tại vì nó quá sức đẹp luôn. Thấy các chị thấy không? Về cái độ bung xòe của em nó thì khỏi phải bàn luôn ạ. Eo của em này là 80 độ lại nha các chị. Eo 80 độ lại mặc vừa em này luôn ạ. Ai em này comment mã số 100 giúp em nha các chị ơi. Em 100 này là có hai em thôi nha các chị. Mã số 100 cho con đầm em đang mặc ạ. Các chị nhanh tay nha. Em đầm này là eo 80 độ số mặt vừa nha các chị. Dạ đầm ngủ rất là đẹp luôn á chị Cho Vàng. Hiện giờ bên này vẫn còn mấy cái đầm nữa. Chị Cho Vàng chốt đơn luôn đi chị. Chị có giá là 70k thôi chị đẹp. Rồi con đầm em đang mặc ai lấy comment mã số 100 giúp em nha. Mã số 100 eo là 80 độ số mặt vừa nha các chị. Một em đầm đen xòe cho các chị này. Quá trời đẹp luôn. Nhanh tay comment nha các chị ơi, tại vì chỉ có hai em nè, chỉ còn hai em thôi. Mã số 80, mã số 100 nha các chị, mã số 100 eo 80 ạ. Rồi em chào chị Nguyễn Vân, cảm ơn chị Nguyễn Vân đã chấm bài cho em ạ. Các chị ơi, các chị có còn đang xem, có còn tương tác với em thì cho em xin một chấm nhẹ nhẹ nha các chị. Để em biết là các chị vẫn đang còn quan tâm em. Còn mấy chị mẫu này nữa con đó khác mà dạ. Dạ có màu đen thôi nha chị ơi, em này chỉ có một em màu đen thôi ạ. À. À đầm ngủ hả? À, đầm ngủ thì có màu hồng nha chị. Còn màu đỏ thì bên em hết rồi chị ơi. Hình như là không có luôn á. Rồi em chào chị Thảo Nguyên ạ. À. Em chào chị Hồng Yến Trương. Cảm ơn mọi người đã chấm bài cho em. Bây giờ em lên thêm một con body nữa cho các chị ạ. Đây đẹp quá.
thì em đi xỉn đó. Ừ. Trời ơi, mỗi em đầm body này đúng là chuẩn luôn các chị. Chuẩn form size, chuẩn chuẩn ren luôn các chị ơi. Quá sức đẹp luôn. Chỉ có giá là 80k thôi các chị. Rồi, ai lấy con đầm em đang cầm, em đang mặc thì comment mã số 20 giúp em nha. Mã số 20 cho em này. Một em duy nhất thôi nha các chị. Đầm ren à. Ai lấy comment mã số 20 nha các chị đẹp của em ơi. Eo là 74 độ lại nha các chị. 74, 76 độ lại mặc vừa nha. Một em duy nhất thôi à, ai đã comment nhanh tay ạ. Mã số 20 cho con đầm body em đang mặc. Chất ren siêu chuẩn cho các chị luôn. Rồi 20 cho chị Nguyễn Hoa luôn ạ. À. Ok chị yêu. Thành phố không thuộc huyện Nguyên Đôn tỉnh Đắk Lắk. Chị này duy tính quá vậy. Ok, chốt cho Nguyễn Hoàng nghe lấy nha. Dạ đúng rồi chị. Vẫn còn, đây, đây em chuẩn bị lên một con eo lớn rồi đây nè chị ơi. Một em duy nhất luôn các chị, em lên, chuẩn bị lên một em eo to hơn em hồi nãy. Mà 20 chị Đặng Thị Nga chậm rồi, chị Nguyễn Gái ơi hết rồi chị. Còn mẫu nào xòe đỏ không em? Rồi thêm một em body nữa cho các tình yêu đây. Trời, một em body này quá sức đẹp luôn các chị ơi. Em này cũng là ren nha, em này ren 2 lớp. Kiểu cũng rất là đẹp luôn. Eo của em này là 80 độ lại luôn nha các chị ơi. Eo 80 độ lại vì đây các chị xem này, độ co giãn rất là tốt luôn. Rồi ai lấy em đầm hồng này comment mã số 62 giúp em ạ. À. Mã số 62 nha các chị ơi. Một em duy nhất thôi ạ. À. 80k thôi nha các chị. Giá bán mà còn rẻ hơn cả giá sỉ nữa đó các chị. Giá bán lẻ bán rẻ hơn giá bán sỉ. 62 cho chị Ngô Thu Hương ạ. À. Rồi ok chị yêu. Dạ mã 62 em hết rồi nha các chị ơi. Vẫn còn rất là nhiều mẫu đẹp ở đằng sau. Trời ơi, em này xinh quá. Rồi em này eo 70 độ lại cho các chị. Eo 74 độ lại các chị yêu ơi. Quá sức đẹp luôn. Eo 74 độ lại mặc vừa em này nhìn quá sức bánh bèo. Siêu siêu xinh luôn. Đó các chị thấy không? Dạ đầm tầng đi ăn trưa nha chị đẹp ơi. Đầm tầng đi ăn như chưa ai lấy hết đúng chị? Chưa. Đầm tầng đi ăn trưa lấy nha chị. Chị Như Tâm. Chị Như Tâm lấy ạ. À? À, chị còn một cái áo để chị kiếm. Dạ em phải đặt mã thì khách mới chốt được chứ chị. Rồi ai lấy con đầm em đang mặc comment mã số 91 giùm em nha. Mã số 91 cho con đầm em đang mặc nha các chị ơi. Eo là 74 độ lại mặc vừa nha. Các chị có thể mua về cho con gái mặc, hoặc là các chị mà mặc vừa thì các chị vẫn mặc. Nó rất là lịch sự và trẻ trung nha các chị. Rồi ai lấy em này thì nhanh tay comment mã số 91 giúp em nha. Rồi 91 cho chị Như Tâm. Ok chị yêu ạ. Chị có một em duy nhất thôi nha các chị. Cái này tầng đây. À chị Như Tâm ơi. Không, chị Văn Trương hỏi. À chị Văn Trương ơi, con đầm tầng của chị hỏi lúc nãy vẫn còn rồi nha. Nếu mà chị lấy thì chị ok giúp em ha. Kèm mã là mã 100 giúp em nha.
Mã 100 cho con nằm tầng này nha chị Văn Trương ơi. Nếu mà chị lấy thì nhớ comment nhanh tay giúp em ạ. À, cái này để đo thử coi như tâm có vừa không chứ. Đây chị đo lại em coi. Có làm xương ô 50 không? Dạ có nha cô ơi. Trời này nên như tâm vừa quá đây. Như tâm không vừa rồi, như tâm ơi, eo có 72 sao vừa? Hồi nãy em có đắt eo 72 rồi. Eo 72 như tâm sợ không vừa nè. Eo 72 chị ơi, eo 72 nếu mà giảm. Sợ không vừa chứ, Như Tâm ơi. Cái này nó nhỏ xíu à. Còn đầm xe đỏ nào không em? Đây một con đầm xương đây nha các chị. Còn đẹp nha, em ơi. Chị ơi. Một con đầm xương form baby doll cho các chị đây ạ. À. Vậy mà nói 74, 74 là mã số. Chào chị Bích Nguyên, chào chị Quốc Việt. Rồi, em có 72 à. Baby doll. Trời em đầm baby doll này quá xuất sinh luôn các chị ơi. Các chị 60 65 kg đổi lại mặt vừa nha các chị. 65 kg đổi lại mặt vừa em này nha. Ai lấy comment mã số 97 giúp em ạ. À. Mã số 97 nha các chị ơi. Giá sale. Giá sale bao nhiêu chị em? Giá của em này em xin là 85k nha các chị ơi. 85k em này có hai màu nha các chị. Một màu vàng và một màu đen nha các chị đẹp ơi. Và đầm hồng chưa ai chốt các chị ơi. Đây đầm hồng eo 72 nha các chị. Đầm hồng eo 72 comment giúp em là mã số 91 nha. Mã số 91 nha các chị ơi. Rồi 197 cho chị Lê Nguyễn này. Vẫn còn một em màu vàng nữa nha các chị. Nếu mà các chị lấy màu vàng á thì comment giúp em là mã số 83 nha. Nút thật. Dạ nút thật nha chị ơi, nút thật à không phải nút giả đâu ạ. À. Mã số 90 nút 97 em chốt cho chị Lê Nguyễn rồi ạ. À. Nút có mở ra được không? Nút này có mở ra được nha các chị đẹp của em ơi. Cái này là nút thiệt không phải là nút giả đâu ạ. À. Ai lấy em màu vàng thì comment mã số 83 giúp em nha. Mã số 83. Còn duy nhất một em màu vàng nha các chị. Nói ơi. Chung là cho con mâm được nha. An An Huỳnh ơi, cho con mâm được. Bà này bà hỏi là tại vì cho con mâm mâm á. 83 chai. Rồi ok 91 cho chị Thanh Thuyên nè. Chị Thanh Thuyên để lại số điện thoại giùm em nha. 97. Cái này mã 97 chị. 83. Không, ý nói này nè, chị Thanh Thuyên à, cái đồng dạ, này dạ, nè, dạ, 91 dạ, rồi, dạ. Ok, An An Huỳnh lấy đồng vàng mã 83 ha. 91, chị Xuân Thu qua 91 em hết rồi, hiểu luôn, sao không hiểu. Nhìn là biết khách của quý vị. Hết rồi Lê Nguyễn ơi. Lê Nguyễn được một cái cái này đẹp quá chị. Được cái 97 nè. 97 là của Lê Nguyễn nè. 83 của An An Huỳnh nè. Chị Thanh Tuyên lấy 91 đầm hồng thì cho em xin số điện thoại chị ơi. Cái đó là zoom đúng không? Con zoom, trời ơi em zoom này đẹp quá mấy chị ơi. Em zoom này siêu xuất sắc luôn. Mà các chị lưu ý là mình à. Rồi cảm ơn chị Thanh Thuyên, em thấy số rồi nghe. Các chị lưu ý là mình mặc một cái áo lót đằng trong nha mấy chị. Eo của em này thì nhỏ thôi mấy chị ơi. Em của em này là 74 đổ lại mặt vừa ha. 74 đổ lại mặt vừa em zoom này nha các chị đẹp của em ơi. Phía đằng sau đây ạ. Phía đằng sau của em nó đây nha các chị. Có sẻ đường luôn các chị đây. Nhưng mà khi mà mình mặc một cái lớp áo lót ở trong thì nó sẽ không có bị hở nữa nha các chị. Rồi ai lấy em này comment mã số 30 giúp em ạ. Mã số 30 nha các chị ơi. Một em zoom duy nhất thôi nha các chị. Eo 70 độ, eo 72 đổ lại nha các chị đẹp ơi. Eo 72 đổ lại mặt vừa con zoom này nha. Mã 30 giúp em ạ. Mã 30 cho con zoom em đang mặc nha các chị. Màu da rất là sáng luôn nha các chị ơi. Đây các chị thấy đó. Phía sau có dây kéo với mọi người nha. Rồi mã 30 cho chị Thúy Đặng ạ. Chị Thủy Đặng ơi, lúc nãy chị cũng chưa cho em số luôn á. Sao mà em chốt được chị? Chị ơi.
7 chị chưa cho em số luôn. Hai cái rồi đó, cái này cái thứ hai nè. Chị thì đăng cho em xin số điện thoại lên nha chị yêu ơi. Nếu mà không có số điện thoại thì em sẽ xin. Cái này eo 78. Eo 78. Giá 80.000. Có 5 tầng này eo 78 nha chị đẹp ơi. Eo 78 giá là 80k thôi ạ. À. Chị Văn Trương ơi, giá 80.000 nha, eo 78. Rồi em lên tiếp một em đồ bộ cho các chị đây ạ. À. Alo. Dạ nghe. Dạ đúng rồi. Còn em ơi. Cần chứ em cần gấp, em ở đâu? Trời ơi, em đồ bộ này quá sức dễ thương các chị ơi. Em này là dưới 65kg độ lại mặt vừa nha các chị. 65kg độ lại mặt vừa em xếp hồng này. Hiện tại em là 45kg. Các chị bao nhiêu ký mặc cũng vừa em này hết nha. Em này nó không có kiểu người mặc đâu nha các chị. Chất liệu là thun rất là thoải mái luôn. Ai lấy comment mã số 28 giúp em nha. Mã số 28 đây là quần lưng thun nên là các chị yên tâm về độ co giãn ha. Ai lấy thì nhanh tay comment mã số 80 giúp em ạ. Mã số 28 giúp em ạ. Mã số 28 nha các chị ơi. Rồi chị Văn Trương chốt cái vải đen. Ok chị yêu nha. Rồi 28 cho chị Ngô Thu Hương ạ. Ok chị đẹp nè. Dạ chị Văn Trương chốt thì chốt mã 100 giúp em nha. Chị comment mã 100 giùm em ạ. À. Mã 30 cũng vui rồi. 30 của chị thì lạnh đó. Chị nói cho tin nhắn. Em vô qua tin nhắn thử coi chị thì lạnh cho cái điện thoại cho chị ấy đi. Có thông tin chưa Trang ơi? Vô coi chị thì lạnh cho thông tin chưa? Hả? Có điện thoại chưa? Rồi. Trời ơi, một cái đầm xòe này cho các chị đây. Một cái đầm xòe hết sức là nhiều tầng luôn. Em này eo khá là rộng nha các chị. Em này là eo 76 độ lại nha. Eo 76 độ lại sẽ mặc vừa em này. Ai lấy comment mã số 29 nha các chị ơi. Mã 29 có giá là 80k luôn ạ. Quá sức đẹp luôn mấy chị. Cái này là ren nha mấy chị ơi. Chất liệu là ren. Còn cái phần phía tay đó là vải lưới nha các chị. Rồi, ai lấy em này nhanh tay comment nha. Rồi 29 em chốt cho chị Hoa Ngọc Lan luôn ạ. Fan cứng. Dạ, cảm ơn chị Văn Trương. Em này vẫn còn một màu xanh nữa nha mấy chị ơi. Vẫn còn một màu xanh nữa các chị. Khác. Mỗi mẫu có một cái hà đâu ra. Dạ đồ rất là đẹp luôn á chị Hà Thị Mai ơi. Dạ 29 hết rồi chị đẹp. 29 chưa hết rồi mất rồi ạ. 29 có mỗi một em nha các chị ơi. Tại vì em tưởng hai cái màu xanh này nó chất liệu gần gần giống nhau mấy chị. Nên là em lộn mẫu. Đây bây giờ em sẽ lên một con nữa. Con này dạng phong đầm maxi nha mấy chị ơi. Cũng rất là đẹp luôn. Chất liệu cũng là ren luôn nha các chị. Cái này em đã giá 80 luôn đúng không? Dạ đúng. Đó các chị xem nè. Trời ơi em này quá xuất xinh luôn các chị ơi. Con này mặc đi cà phê cũng vẫn là đẹp nha các chị. Rồi ai lấy này comment mã số 25 giúp em ạ. Mã số 25 eo 76 độ lại nha các chị ơi. Eo 76 độ lại mặc vừa em đầm này nha. Quá xuất xinh luôn. Màu xanh ngọc nha các chị. Màu xanh ngọc siêu siêu xinh luôn. Ai lấy comment mã số 25 ạ. Mã số 25 cho chị Văn Trương ơi. Không phải mã xanh đâu chị đẹp. Thích quá mà chơi đoán mã luôn. Mã số 25 giúp em nha chị đẹp ơi. Giá là 80k nha chị. 80k cho con đầm em đang mặc ạ. Mã số 25 nha chị đẹp ơi. Nhanh tay ạ. Chỉ có một con duy nhất thôi ạ. Trang ơi, đưa cho chị cái hợp đồng để cho em để. Rồi 25 cho chị Trần Kim luôn nha. Em chốt cho chị Trần Kim mã 25 ạ.
Dạ chị, xíu nữa có con này eo lớn là ưu tiên cho chị đẹp nha. Đây em lên tiếp một con đầm màu da tầng nữa cho các chị đây nha. Em này là có hẳn ngực cho các chị luôn nên là yên tâm, mình mà có ngực rồi á thì các chị không cần phải mặc ngực nữa đâu. Quá xuất sinh luôn các chị ơi, trời ơi em này như công chúa luôn. Dạ rồi em đã chốt cho xanh cho chị Văn Trương rồi nha chị đẹp ơi. Đâu có. Đúng rồi cái xanh ấy của chị. Của này chị 25 không? Của chị Trân Kim nè. Ủa dạ? Em đọc Trân Kim đó. Dạ em lộn quá. Dạ rồi có người chốt trước rồi nha chị Văn Trương ơi. Rồi con đầm em đang mặc màu da mã số 67 nha các chị. Mã 67 eo 76 độ lại nha các chị đẹp ơi. Eo 80 độ lại cũng vừa nè. Eo 80 độ lại mặc vừa em này nha các chị đẹp ơi. Ai lấy nhanh tay comment mã số 67 giá 80k nha các chị. Riêng đầm nãy giờ em like là đều đầm giá 80k hết nha các chị đẹp ơi. Chỉ có đầm ngủ thì mới có giá là 70k thôi nha các chị. Rồi con đầm em đang mặc đây, eo 80 độ lại mặc vừa. Ai lấy comment mã 67 giúp em ạ. Mã 67 có một em duy nhất thôi nha các chị ơi. Màu da nhanh tay giúp em nha. Đơn đổi thư đi chưa em ơi? Đổi thư chưa đi nha, đổi thư ơi. Chị em học võ nha, chào chị Minh Lê Ngô nè. Mã 25 coi giãn không chị Mây? Có. Coi giãn nhẹ nha. Nha Trân Kim ơi, coi giãn nhẹ nha. Ồ, cái này giống cái nãy nè, đẹp quá nè. Ừ. Thầy có ai lấy không? Trời này đẹp quá nè, 6-7 nè. Không biết từ sao các chị kia. Đẹp chứ ha. Trời có 80.000 cái đầm mà ren đẹp ơi là đẹp. Này còn rẻ hơn giá sỉ nè. Rồi em lên tiếp một em đầm body màu trắng các chị ơi. Trời quá sức đẹp luôn các chị. Siêu xuất sắc luôn. Em này á thì eo co giãn 80 độ lại nha các chị. Eo của em này là từ 70 đến 80 độ lại mặc vừa nha các chị đẹp của em ơi. Rồi ai lấy này comment mã số 85 giúp em ạ. Mã số 85 cho em màu trắng này, một con duy nhất thôi nha các chị ơi. Hồi nãy con đầm hồng kia là các chị đã tranh nhau rồi, còn em màu trắng cũng rất là sang luôn, chất liệu là ren ha. Em lại gần cho các chị xem này. Rồi ai lấy này nhanh tay comment giúp em nha. Rồi ok chị Trần Kim ạ, mã 85 chốt cho chị Trần Kim nha. Em này là có biết bán rồi xong rồi. Em này là có mút ngực luôn nha các chị ơi. Chỉ có mỗi cái còn lại. Mọi vấn đề khác này có gì mất. Chị Trần Kim là fan cứng nên là chắc không có xin số điện thoại nữa đâu ạ. Dạ mã 85 em hết rồi nha mọi người ơi. Bây giờ em lên set đồ bộ nè cho các chị nè. Trời ơi, đây mấy chị xem nè, cái quần quá sức dễ thương luôn. Giờ em mặc lên là em bảo đảm với mấy chị là thích mê luôn á. Tại vì cái chất vải của nó quá sức dễ chịu luôn các chị ơi. Ồ em này á thì size hơi nhỏ nha các chị đẹp. Em này size hơi nhỏ, 55-53kg độ lại mặc vừa nha các chị ơi. Đây các chị thấy không, xinh quá. Xinh quá nhưng mà thật là tiếc tại vì nó là size nhỏ. Như con em mặc là thế. 55kg độ lại mặc vừa nha các chị đẹp ơi. 50-55kg độ lại mặc vừa em này ha. Đó các chị xem này, rất là dễ thương luôn. Ai em này comment mã số 13 giúp em nha các chị. Mã số 13 giúp em ạ. Để em xem size thì có em tìm size cho các chị nha. Cái này hầu như là size M, 55kg độ số mặc vừa nha các tình yêu ơi. Rồi em này siêu xinh các chị. Da rất là trắng luôn. Ai em này nhanh tay comment mã số 13 giúp em nha.
số 13 cho con set em đang mặc ở trên người đây nha các chị ơi. Rất là xinh luôn nha các chị. Đây các chị xem nè, đằng sau ha. Mặt da siêu siêu sáng luôn. Rồi 113 cho chị Nguyễn Trung ha, chị Nguyễn Thị Trung đây. Rồi 113 nữa cho chị Nguyễn Tuyết Thủy ạ. 13 cho Nguyễn Hữu Trung Nguyên nè, 13 cho Tuyết Thủy nè. À, vẫn còn rất là nhiều nha các chị. Em coi chừng có 13 có quần đùi với lại quần lửng đó nha. Quần lửng, quần đùi á, nhìn dễ quá coi. Cái này cũng là lửng. Không có lửng mới có đùi đó. À cái đó đùi đó. Rồi lửng, rồi cái gì lửng. Cái nào lửng? Cái nào cũng đi lửng hết chị ơi. Cái nào cũng là ngắn hết. Rồi 113 nữa cho chị An An Huỳnh thì ok chị yêu nha. Vẫn còn 13 nha các chị đẹp của em ơi. Nên là các chị cứ tiếp tục comment đi ạ. Cứ comment phía dưới nha. Bên em vẫn còn hàng, chiều lòng khách hết mắt luôn cho các chị. Nhanh tay comment nha các chị ơi. Chỉ còn giống nhau luôn hả? Đúng rồi chị. Ôi trời, cái vải này nó mát ghê nha. Vải này rất là mát, mặc cực kỳ thích luôn nha các chị ơi. Nó mặc nó muốn cỡ. Em này chỉ có giá là 80k thôi nha các chị. Chỉ có giá là 80k thôi. Siêu siêu đẹp luôn. Giá 80k nha các chị ơi. Rồi 13 cho chị Xuân Thủy luôn ạ. Ok chị yêu. Rồi vẫn còn 4 suất nữa cho 4 chị yêu nhanh tay nhất đây ạ. À. Ai lấy comment mã số 13 giúp em nha. Mã số 13 cho con set em đang mặc quá sức xinh luôn. Chỉ có giá là 80k thôi nha các chị. 50kg độ xuống mặt, 55kg độ xuống mặt vừa nha các chị ơi. Chăm sóc cứng của em lấy làm ở đâu? Cái phần áo ở phía dưới nó xòe cho các chị nè. Xinh quá mấy chị ơi, trời em này hở 80k mà để mua một em như thế này thì thiệt là đáng đồng tiền bát gạo luôn nha mấy chị. 55kg độ xuống mặt vừa ha, chỉ còn 4 em nữa thôi các chị nhanh tay comment giùm em nha. Nhanh tay comment 55kg độ xuống mặt vừa em này, mã số 13 giúp em nha các chị. À vậy đây em này mới là set dài. Rồi mã 13 cho chị Nguyễn Gái luôn rồi, ok chị yêu nha. Mã 13 vẫn còn nha mấy chị đẹp ơi. Mã 13 này có hai màu nha các chị, hai màu, có thêm một màu xanh nữa nhưng mà màu xanh này là quần dài các chị yêu ạ. Cũng công việc cũng chả có gì nặng nhọc hết á, nhưng mà cũng nhẹ nhàng, cũng làm phụ chốt thì vậy á. Công việc rồi không có con bé mới thử mới bị sinh. Trời ơi, em đồ bộ này cũng cực kỳ dễ thương luôn mấy chị. Em này có túi cho mấy chị đẹp luôn ha. Xinh quá mấy chị ơi, màu xanh này rất là sáng da luôn. Rồi các chị ơi, các chị mà lấy em này thì comment mã số 84 giúp em nha các chị. Mã số 84, 56kg độ lại mặt vừa nha các chị ơi. 56kg độ số mặt vừa em này nha. Em này là quần dài nha các chị, quần. À em này là quần lửng nha các chị đẹp ơi. Ai lấy thì comment mã số 84 giúp em luôn ạ. Mặt chị dễ thương hơn nha. Mã số 84 này là có 1, 2, có 6 em nha các chị ơi. Ưu tiên cho 6 chị đẹp nhanh tay nhất ạ. Nhanh tay comment giùm em nha. Rồi 184 cho chị Nguyễn Thủy ạ. Các chị cứ tiếp tục đi ạ, vẫn còn hàng nha các chị, vẫn còn 5 em nữa nha các chị đẹp ơi. 80k thôi ạ, 80k cho con set này em đang mặc nha các chị ơi, ở phía sau đây nha các chị, quá xuất sinh luôn. 56kg độ lại mặc vừa nha các chị đẹp của em ơi. Mã 84 giúp em ạ. Nhanh tay comment nha các chị ơi, hàng vẫn còn ở đây đợi các chị nha, nhanh tay ạ. Chất liệu thì cực kỳ thoải mái luôn các chị, tại vì đồ ở nhà thì bên em sẽ lựa những cái phong vải và những cái chất nó phải hết sức thoáng mát, thấm hút mồ hôi cho các chị nha. Rồi 184 nữa cho chị Xuân Thủy ạ. Vẫn còn hàng nha các chị ơi, các chị nhanh tay ha. Rồi 184 cho chị Nguyễn Gà, 184 cho chị Nguyễn Trúc Thủy, 184 cho chị Nguyễn Gà, 184 cho Xuân Thủy. Rồi vẫn còn 3 cái nữa nha các chị đẹp ơi. Vẫn còn 3 cái nữa. Ôi trời, cà phê sao gửi lại được chị? Tôi lỡ về đổi không phải cà phê của em sao em biết.
Thì bởi vậy, nhưng mà cà phê đã đem đi rồi sao gửi lại được chị? Đồ thì còn có khả năng. Nhanh tay comment giúp em mã 84 nha các chị. Mã 84 vẫn còn ba em ở đây ạ. À. Rất là đẹp luôn. Ai mà biết người đem trộn cái gì đó hay là như thế nào sao em dám? Thì ý là vậy đó. Em tưởng chứ em ở đây em lấy vậy chứ em đâu có nghĩ gì đâu. Thì em biết vậy chứ, nhưng mà đồ em bán thì em lại chắc chắn là của em. Đầm thì chị ngày hôm qua chị lấy thì đem tới đây thì còn các khả năng, tại vì cái đầm nó khác. Mã 84 cho em nha các chị đẹp ơi, còn ba cái nữa. Nhanh tay, nhanh tay còn nha các chị. Chắc vải rất là thoải mái luôn, chị có giá là 84 thôi ạ. Như vậy nhưng mà ai mà biết. Dạ rồi, ok chị nguyện giá nha. Ok trời ơi, thôi chị ơi, có 100 mấy. Dạ rồi, ok chị Hạnh nữa. À đầm đỏ. Bây giờ em bán đi lỡ khách nói là không đầm đỏ thì hiện giờ không có nha chị đẹp ơi, đầm đỏ hết mất rồi ạ. À. Có đâu mà đầm đỏ không, nhưng mà đầm ngủ thôi nha chị. Em không nhận đâu. Tùy vậy mà đâu có phải cà phê của ai đâu mà em mua thì em mua như lên mã số 84 giúp em ha. Mã số 84 cho các chị đẹp ơi. Sáng qua tự nhiên ngày hôm nay chị đem cà phê tới trả sao tụi em nhận không, được. Có việc em phải đi em không bán được, em lấy em định bán thử là em lấy hàng của chị, em quay nói rồi. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ có việc cần. Vào đây. Cái một ký cà phê đâu bây giờ có việc cần thì chắc em không bán được. Em bán được rồi, lấy về em bán thử rồi em bán thì chứ đâu có gì đâu mà một ký cà phê là cái gì. Thì đem có cái gì. Em mua thì chị cứ bỏ vậy đi, em thì em được cầm lên chứ em đâu có làm cái gì trong cái ký cà phê đâu cả. Em biết rồi nhưng mà làm sao mà được trời cà phê mà. Về, chị cứ để đó đi, lúc nào mà chị cứ bán mà khách mà bỏ không phải cà phê của chị hay là chị kiểm tra mà đúng. Em phải cà phê của chị, em khổ ghê luôn á, cà phê mà đem gửi lại sao em nhận được, nào giờ chưa có giờ trường hợp này. Nếu không phải hàng của chị chắc thì kiểm tra bây giờ em đem 10 lần đâu. Có gì đâu cái cà phê nó có. Nhưng mà nó kỳ á chứ chị. Ai lại vậy trời. Không, cà phê xay á. Cà phê xay ừ, mà của cô chị bán. Trời ơi các chị ơi, cái đầm xanh này quá sức đẹp các chị, chất liệu là phi lụa nha các chị ơi. Chất liệu là phi lụa. Cái phần eo thì nó hơi rộng nè các chị, nhưng mà cái phần mông thì em nghĩ là các chị mà mông khoảng tầm 90 độ xuống thì mới mặc vừa nha. Con này à, chị Xuân Thủy ơi, cho em xin số điện thoại chị Xuân Thủy ơi. Chị Xuân Thủy cho em xin số điện thoại nha. Rồi ai lấy con đầm em đang mặc thì comment mã 35 nha các chị đẹp ơi. Mã 35 eo của em này là eo các chị khoảng tầm 50kg độ lại thì mặc vừa nha các chị. 50kg độ lại thì mặc vừa em này nha. Tại vì nó là chất liệu phi lụa nên là nó khá ôm sát với cơ thể, nó không co giãn nên là em sẽ bao đúng số ký cho các chị. Khoảng 48kg độ xuống. Lưu ý là mông là dưới 90 nha các chị ơi. Mông dưới 90 thì sẽ mặc vừa em này nha. Eo thì có vẻ là rộng hơn. Tại vì em mặc con này mông của em là 90 là nó vừa khít luôn rồi đó. Rồi ai lấy em này thì nhanh tay comment. Comment mã số 35 giúp em nha các chị ơi. Mã số 35 có giá là 80k luôn ạ. 80k cho con đầm em đang mặc quá sức rẻ luôn các chị. Một em đầm màu xanh chất liệu phi lụa chỉ có một em duy nhất thôi nha các chị đẹp ơi. Ai lấy thì nhanh tay comment mã số 35 giúp em nha. Thôi em này hơi nhỏ nên là em sẽ không đứng lâu. Sẽ không câu giờ của mấy chị. Chị gì đó chưa cho số. Xuân Thủy nè. Chị Xuân Thủy ơi, chị có còn ở đó không ạ? À? Nếu mà chị còn ở đó thì cho em xin số điện thoại luôn nha chị đẹp ơi. À, và khách hàng bên em, nếu mà các chị là khách mới thì các chị chốt đơn nhớ để lại số điện thoại nha. Để lại số điện thoại giùm tụi em mấy chị ơi. Có số điện thoại mới liên lạc được nha mấy chị ơi. Còn nếu mà không có số điện thoại thì bên em sẽ hủy đơn nha các chị. Rồi cảm ơn mọi người đã chấm bài cho em này. Cảm ơn chị Nguyễn Huy, cảm ơn chị Nguyễn Vân này, cảm ơn chị Nguyễn Thị Thanh Minh này. Vậy là em biết vẫn còn à... ba chị đang còn tương tác với em. Vẫn còn ba người con. May quá. Rồi em lên lại cái con đầm ngủ này rất là đẹp luôn các chị. Em này thì mặc cực kỳ sexy luôn. Hai bên có hai cái đường ren cho mấy chị nha. Cái áo ở trong, cái đó nó có tăng đơ. Em phải tăng lên tăng xuống đúng không, tăng sau nó bốn rồi chị nó ở sao nó cắt không chị mía. Ui em xin em không, con này giấu đi và lấy những con xịn sờ đằng sau chút cho khách. Rồi em cảm ơn chị Xuân Thủy ạ. Rồi ai lấy con đầm em đang mặc thì comment mã số 3 nha các chị ơi. Mã số 3 cho con đầm em đang mặc nha, có rất là nhiều màu nha. Ừ đúng rồi, có nhiều màu lắm mấy chị ơi. Em này là 55kg độ xuống mặc vừa nha các chị. 55-60kg độ xuống mặc vừa luôn nha. Chất liệu là phi lụa, mặc siêu siêu mát cho mấy chị luôn. Lụa chứ không phải phi đâu.
chất lượng. Em này là có hai màu, các chị, một màu hồng đậm và một màu hồng nhạt. Các chị lấy màu hồng nhạt thì comment mã số 3 giúp em. Còn màu hồng đậm thì comment mã số 39 giúp em nha các chị. Chồng em mua đi để dài bữa cưới không mà cho nó mê. Các chị ơi, các chị mặc những cái bộ đầm như thế này thì khả năng tăng dâm số sẽ cao lắm nha mấy chị. Khuyến khích là tặng đồ ngủ cho mấy cặp đôi mới cưới nha mấy chị đẹp ơi. Đồ rất là đẹp luôn các chị ơi, vừa đẹp vừa rẻ luôn, chỉ có giá là 80k thôi ạ. À, ai lấy con đầm hồng đậm này thì comment mã số 39 nha. Còn con đầm em đang mặc đây là mã số 3 nha các chị. Chị mới chốt một bộ xanh thôi nha. Dạ ok chị Xuân Thủy. Trời, con đầm này đẹp quá mấy chị ơi, mấy chị mà không chốt nữa thì siêu tiếc luôn ha. Chỉ có giá là, em này có giá là 70k chứ không phải là 80k nha các chị ơi. Em đầm mà ngủ này chỉ có giá là 70k thôi ạ. Trời ơi, vải mịn lắm đó chị. Vải rất là mịn luôn các chị ơi. Các chị mua về các chị sờ cái vải này, mấy chị không mê thôi á. Nhanh tay comment giúp em nha, 60kg đổi lại mặc vừa mấy em này nha mấy chị ơi. Mã số 39 cho con đầm hồng đậm này, và mã số 3 cho con đầm hồng nhạt nha. Còn rất là nhiều, nên là mấy chị cứ nhanh tay comment đi ạ. Rồi 39 cho chị Ngọc Võ. Chị Ngọc Võ cho em xin số điện thoại luôn nha chị đẹp ơi. Ngọc Võ thích khổ lắm. Dạ rồi, bên em có số điện thoại của chị luôn nha chị Ngọc ơi. Cảm ơn chị yêu để đặt hàng. Mong chị ủng hộ shop dài dài nha chị đẹp. Các chị ơi, các chị comment nhiệt tình đi ạ. Các chị chấm bài cho em biết là các chị vẫn còn quan tâm em nhé. Rồi, nếu mà đây một con đầm hồng hai da. Em hơi lệ chị thật chứ. Cái màu đem màu. Đâu, đem chỗ nào? Cái hoa đó má ơi. Cái hoa nè, cái hoa màu xanh nè. Trời ơi. Cái lá nè, cái cành nè. Trời ơi. Bà nghĩ sao bởi kêu lem màu. Cái đó sẽ đứng không như đâu vậy. Cái đó sẽ đứng không như đâu. Ai mượn. À, cái này có 70k thôi. Đầm ngủ này 70k. Rồi em tiếp một em đầm ngủ nữa nè các chị ơi. Một em đầm ngủ. Em này là có hoa lá canh gì đó chị ở đây nha mấy chị chưa? Dạ có rồi chị Lan Thảo ơi. Rồi một em dưới 55kg đổi lại mặt vừa nha các chị xinh ơi. Xinh quá mà sợ có bé nữa. Dạ em chuyên bán mà chị. Mấy chị cứ mua đi. Xong rồi bầu đi sang Nam em bán đồ em bé cho. Chứ là bận xong rồi chồng nó mê quá thì có bầu nữa, bầu nữa thì đẻ rồi bắt đầu sang năm mua đồ em bé. Trời em lo thầu bao từ anh ghét, mấy chị yên tâm. Còn mấy chị mà không thích mua đồ em bé thì có thể liên hệ em nha, em học dược, em có bán thuốc tránh thai nha mấy chị. Rồi ai em này comment mã số 2 giúp em nha mấy chị đẹp ơi, mã số 2 cho con đầm em đang mặc. 50kg đổ lại mặc vừa nha các chị, giá là 70k thôi ạ. Dạ cái này là làm phi lụa chị, lụa nha. Lụa. Đây nha chị đẹp ơi. Chất liệu là lụa nha các chị. Lụa này mặc rất là thoáng mát và thoải mái. Ai lấy comment mã số 2 giúp em nha. Bằng con gái chị. Với thứ 8 nữa, 2006 với thằng nữa 2017. Một thằng trai cuối cùng. Ai cũng nói sướng. Mình cũng nói sướng. Trời một cái đầm sexy quá mấy chị ơi. Chị em mặc mấy cái đầm này mà em ướt. Em ướt em có vú để mặc luôn mấy chị. Vừa phải đó bà. Nó đẹp quá mấy chị ơi. Đẹp quá đẹp. À, em chào chị Kim Tiến. Trời em chào chị đẹp của em nha. Rồi, em giới thiệu luôn về con đầm này. Con đầm này thì chất liệu là phi nha mấy chị, lụa nha mấy chị. Ở đằng sau đây nha mấy chị đẹp ơi. Em này thì 55kg đổi lại mặc vừa nha mấy chị. 58kg đổi lại mặc vừa. Ai à, em này comment mã số 92 nha các chị. Mã số 92 em này có thắt nơ đằng trước và giá là 70k thôi nha. 70k cho một con đầm ngủ siêu sexy nha mấy chị. Yeah.
Chị Kim Tuyến ơi, mua một bộ đi chị. Hợp hay không là do mình chứ. Chị với ổng. Trời ơi, chị ơi quá sức xinh. Đẹp quá ha. 55 ký đổi lại vừa. Trời ơi, cái ren ở dưới cũng đẹp quá. Em nhìn em mê luôn á. Không lẽ giờ ráng live stream cho đủ 70 triệu đi bông vú. Đẹp quá mấy chị ơi. À, My ơi, chị xe rồi nha. Chị xe rồi ha. À, chị chuyển khoản. À. Dạ ok, chị Kim Tiến Thê Thị nè. Rồi ai lấy con đầm em đang mặc đây thì comment mã số 92 giúp em nha các chị. Mã số 92 cho con đầm em. Dạ, chúc mừng chị Khích Nguyên thành fan cứng nha. Fan cứng có nghĩa là các chị tương tác với em nhiều á thì mới được cứng á. Dạ, nói chung là mò mò sờ sờ nhiều nó cứng, còn không là nó mềm. Đó. Dạ, chứng tỏ là chị hay đụng chạm vô nè cho nên nó cứng. Em năm 12 tháng với Kim Phước là năm 12 tháng em mới chưa lên Facebook là. Ủa vậy hả? Lâu lắm, cái gì đây đó. Vậy sao biết ra đường mà không biết làm rồi? Khi nào cần thì mới chạy lên tìm việc chỗ tìm việc làm xin thôi. Đẹp quá ta, này có màu đậm, màu đen nữa hả? Một màu đen, à đúng rồi. Cái này đẹp. Ừ. Cho mày mấy bà vô to bắt con lép đi. Rồi các chị ơi, một em đầm ngủ màu đen nha các chị. Một em duy nhất thôi ạ. Đây, nếu các chị không thích sự cháy bỏng mà thích sự huyền bí thì hãy lựa chọn em màu đen này đi các chị. Một em màu đen ren siêu huyền bí cho các chị luôn. Em này là 60kg độ lại mặt vừa nha các chị ơi. 55 độ xuống, 58kg độ xuống mặt vừa em này nha. Ai lấy em này comment mã số 90 giúp em ạ. Mã số 90 cho con đầm em đang mặc có giá là 70k nha các chị. Dạ, comment mã số 90 giúp em nha chị Lan Thảo ơi. Mã 90 ạ, mình comment đúng mã nha các chị, không lại kiện cáo nhau nữa thì mã 90 nha chị đẹp ơi. Một em đen duy nhất thôi ạ. Rồi, 90 cho chị Lan Thảo luôn. Ok chị đẹp nha. Bây giờ em đang đầm phong xuông cho mấy chị nè. Mấy em đầm này thì mặc ở nhà được, mặc ngủ cũng được. Phong cách con bò sữa nha mấy chị. Hồi nãy mấy chị tranh nhau mua con bò sữa mà bây giờ nó mới có ra. Rồi, một em bò sữa nữa cho mấy chị nè. Quá xuất xinh luôn. Em này 60kg đổi lại mặt vừa nha các chị. Chất liệu là thun thái, co giãn siêu tốt luôn. Mặt thấm hút mồ hôi rất là mát nha các chị. Yên tâm mặc đi chơi, mặc ở nhà. À quên, mặc ở nhà nha mấy chị. Mặc ở nhà với mặc ngủ. Mấy chị mà mặc đi chơi thì chắc cũng hơi liều lĩnh. Rồi, có hai màu nha các chị ơi. Có hai màu, một màu đen, một màu đỏ nha. Ai lấy màu đen comment mã số 89. Còn ai lấy màu đỏ comment mã số 11 giúp em nha. Mã 89 cho em màu đen nha các chị ơi. 60kg độ lại mặt vừa ạ. Chị à, chị Khích Nguyễn trả lời à, chị My. Sao? Rồi ai lấy con này comment mã 11 giúp em nha. Khi nào mới lên là mình mò liền hả? Dạ. Chị nhớ mò đúng lúc nha. Mò đúng lúc. Mà đúng rồi, chắc là mò đúng thì nên nó mới cứng được chứ. Ok. Đó, mấy chị cứ bắt chước chị Khách Nguyễn đi. Trời các chị ơi, cái con đầm này quá sức đẹp luôn. Rồi mã 11 cho chị Nguyễn gái này, ok chị yêu nha. Mã 11 hình chỉ có một em nha mấy chị ơi. Chị Nguyễn gái nãy hình như có con bò sữa màu đen rồi. Đúng rồi. Đây thêm một em nữa nè mấy chị. Em này thì là đầm con thỏ nha mấy chị ơi. Thỏ con thỏ không? Có giống mèo vậy. Con thỏ đó chị, cái răng của con thỏ mà. Hả? Em thấy hay giống hai con mắt thôi chị. Thì cái mắt nè. Ở phía đằng sau đi nha các chị ơi. Rồi em này cũng là, em này là 65kg độ lại mặt vừa luôn nha mấy chị. Chất liệu thun thái co giãn luôn nè. Đó mấy chị thấy không? Em kéo hết cỡ luôn mấy chị. Nhưng mà cái váy vẫn chưa hư đâu nha. Rồi ai lấy này comment mã số 93 giúp em nha. Mã số 93 cho con đầm em đang cầm trên tay nha các chị. Mã 93, một cái đầm suông. Ừ.
Chị Hoàng Ngọc Lan nói là vậy chứng tỏ là em mò suốt nên lúc nào cũng cứng. Dạ đầm này có giá là 80k nha chị ơi. Đầm ngủ đây có giá 80k nha chị. 70 em. 70 thôi ạ. À? Em lộn giá. 70k cho con đầm ngủ nha chị đẹp ơi. Con đầm bò sữa em đang mặc đây có mã số là 89 nha mấy chị. Rồi em này thì cũng giống như form, form mặc cũng giống như vậy nhưng mà chỉ khác màu khác kiểu thôi ha. À là em này thì comment mã số 14 giúp em nha các chị. Mã số 14 cho con đầm em đang cầm trên tay. 60kg độ lại mặc vừa nha các chị ơi. Giá là 70k thôi ạ. À. Rồi ok chị Nguyễn Gái. Ủa chị Nguyễn Gái nãy có màu đó rồi. Ủa hồi nãy chị Nguyễn Gái có màu đó chứ chị. Chị Nguyễn Gái có một cái màu bọt sữa đen rồi chị. Rồi 14 cho chị Hạnh Nguyễn luôn ạ. À. Ok chị yêu nha. 14 cho chị Hanh Nguyên nè. Dạ 14 em có. Rồi. Đúng ta. Đúng rồi đúng rồi. Hay quá. 14 lắm. Rồi 14 cho chị Ngô Thu Hương luôn ạ. À. Vẫn còn một em 14 rồi nha mấy chị đẹp ơi. Một em 14 có mèo nữa rất là dễ thương luôn. Chị Nguyễn Gái ơi, chị suy nghĩ kỹ chứ ạ. À. Chị có lấy em này nữa không ạ? Đỏ với đen nha. Dạ, ok chị có hai cái rồi chị. Chị có hai cái rồi nha. Chị có lấy muốn lấy ba cái không? Chứ nãy là có một con bò sữa cho chị rồi. Trời ơi. Nữa nha mấy chị. Đầm này dễ thương quá mấy chị ơi, mặc rồi nha. Nó sướng gì đâu luôn á. Siêu siêu dễ thương á, em mua về cho con gái mặc cũng được nha mấy chị. Em này em cũng xin giá là 70k thôi nha. Những cái đầm ngủ thì em xin giá 70k thôi ạ. À. Rồi em này à, em này là 80kg độ xuống mặc cũng vừa nha mấy chị. 80kg độ xuống mặc vừa em này ha. Ai lấy comment mã số 26 giúp em. Mã số 26 này hình như là có hai em. Mã số 86 nha mấy chị đẹp ơi. Mã số 86 cho con đầm em đang mặc nha. Có hai màu. Chỉ có ba em thôi nha mấy chị ơi. Chỉ có ba em thôi ạ. À. Nhanh tay nha. Ưu tiên cho ba chị nhanh nhất nha các chị đẹp ơi. Mã số 26 80kg độ xuống mặc vừa nha các chị. Phía đằng sau đây ạ. À. Nó có phối sọc nhẹ nhẹ nữa nha. Đây em lại gần cho mấy chị xem này. Ở phía trước nó có hơi phối sọc cho mấy chị nha. Chất liệu vải thì bao co giãn thun thái cho các chị này. Siêu thoải mái luôn ha. Ai lấy comment mã số 26 giúp em ạ. À. Dạ rồi, ok chị Nguyễn Gái nha. Ủa bé nó cũng đi like luôn. Em không có like đâu, em mà nói anh nhìn. Sao không, cũng có người nhìn chứ. Thấy mà. Em mà like là người ta khỏi mua hàng luôn á. Rồi thêm mà em kể sọc cho mấy chị này. Rất là dễ thương luôn. Em này thì 70kg độ lại mặc vừa nha mấy chị. Em này sọc ngang cho mấy tình yêu. Con này kiểu mẫu nó lạ hơn nha mấy chị đẹp ơi. Với nó ngắn hơn một xíu. Alo em này comment mã số 72 giúp em nha. Mã 72, 70k và 70kg độ xuống mặc vừa luôn ạ. À. Đằng sau đi nha mấy chị ơi. Đằng sau đi nha. Còn rất là nhiều hàng nên các chị cứ comment đi.
Các chị cứ tranh thủ comment đi nha. Những con đầm như thế này rất là rẻ luôn, 70k cho một em đầm mặc ở nhà nha các chị. Em này thì có hai màu, một màu đỏ với một màu đen nha. Rồi bài 2 em chúc cho chị Hạnh Nguyên luôn ạ. Vẫn còn nha các chị đẹp á, các chị lấy thì cứ comment đi ạ. Dạ 70k thôi nha chị Hoàng Bảo Hoa ơi. Chị có giá là 70k cho con đầm em đang mặc nha các chị. Rất là rẻ luôn, chắc vải thì bao xịn cho các chị. Độ co giãn thì rất là tốt luôn nha. Rồi bài 2 màu đỏ em tiếp tục chị Văn Trương mới được có một cái hả chị? Chị ơi, chị Văn Trương mới được có một cái hả? 72 lại này phải không em? Dạ đúng rồi chị. 72 cho chị Thanh Nguyên với lại chị Ngô Thu Hương. Ngô Thu Hương. Có làm xuông qua gối của mình lớn không ạ? Hello, biết clip với đoàn nha. Rồi cái đầm em đang mặc đây có hai màu nha các chị đẹp ơi, 70kg độ xuống mặt vừa. Ai lấy con đầm em đang mặc màu đỏ thì các chị comment mã số 72, còn con đầm đen các chị comment mã số 50 giúp em nha. Mã số 50, hai em này đều đồng giá hết là 70k nha các chị. 70k cho một em đầm mặc ở nhà nha các chị đẹp ơi. Rồi ok chị Nguyễn gái, 72 lấy chị hai màu luôn nha. Rồi 72, mã 72 em hết nha các chị ơi. Chỉ còn mã số 50 thôi ạ. À. Giờ màu đỏ hết rồi chị Hạnh. À chị Hạnh nãy chốt rồi mà. Dạ lấy màu đỏ cho chị rồi nha. Rồi một cặp cho chị Nguyễn gái. À đây vẫn có một màu đỏ nữa. Vẫn còn một màu đỏ 72 nữa nha các chị ơi. Các chị lấy thì comment nhanh tay giúp em nha. Rồi chị ơi, còn cái gì nữa chị? Mở ra, xin hết rồi chị. Đồ bộ nữa. Dạ, đồ bộ hết rồi. Dạ, dạ chị Nguyễn Thị Vân. Chia sẻ mà ngủ quên. Giờ mới kịp dậy coi. Nãy giờ sắp like đồ ngủ đó chị yêu ơi. Bây giờ em sẽ like set bộ cho mấy chị nha. Trời ơi, quá trời luôn cho mấy chị tha hồ lựa chọn. Đồ rất là dễ thương luôn. Chị có nhắn tin đổi số điện thoại rồi nha em. Dạ ok chị Thanh Nguyên nha. Ok chị ha. Trời ơi các chị ơi, một em đồ bộ mặc ở nha. Cho mấy chị phong người big size ha. 80kg đổ lại nha mấy chị. 80kg đổ lại mặc vừa em này luôn nha các chị đẹp của em ơi. 80 vừa chứ. To lắm. Mặc rất là thoải mái luôn mấy chị. Nhưng mà chất vải thì phải nói là cực kỳ thoáng mát cho các chị luôn. Vải này thấm hút mồ hôi rất là tốt nha các chị. Mình nên lựa những cái con đồ vải, chất liệu vải như thế này mặc ở nhà nó sẽ thoải mái hơn mấy chị. Rồi ai lấy này comment mã số 70 giúp em nha. Mã số 70 cho con đồ bộ em đang mặc có giá là 80k nha các chị đẹp ơi. Quần lưng thun nha. Quần lưng thun co giãn rất là tốt. Áo khá là rộng luôn. Đây mấy chị mà thích rộng rãi thoải mái comment giúp em nha. Đồ này các chị mua về mặc hoặc các chị mua về cho con gái mặc cũng khá là ok. Tại vì màu nó phù hợp với nhiều lứa tuổi nha các chị. Ai lấy comment mã số 70 giúp em nha. Mã số 70 này hình như chỉ có một cái thôi nha mấy chị đẹp ơi. Nhanh tay comment ạ. Dạ em chào chị Nguyễn Huế. Chào chị yêu lâu ngày quá chị yêu ha. Mấy nay em nghĩ em không có kịp lên live gặp lại các tình yêu của em. Dạ quần dài hả chị? Có quần lửng có đúng chị ơi. Hôm nay mình live giữa quần lửng đó chị hả? Tao có xách quần dài đâu. Có. Dạ. Có quần lửng có quần dài.
một cái đầm suông cho các chị yêu đây. 60kg độ lại mặt vừa nha các chị. Một cái đầm suông con bò này đây cho các chị đem nè. Rồi ai lấy cái đầm này thì comment giúp em mã 33 nha các chị ơi. Mã 33 cho con đầm em đang cầm trên tay nha. 60kg độ lại chất liệu vải thun nha các chị. Độ co giãn rất là cao luôn. Ai lấy comment mã 33 giúp em. Giá của em đầm ngủ là 70k. Còn set em đang mặc là 80k nha các chị. Set quần dài bên em không có mà chị ơi. Xét mũ quần dài hả em? Chưa về, sắp về. Hôm nay là có cái quần tới đây là dài nhất rồi mấy chị. Comment giúp em mã 70 nha các chị ơi. Rồi em lên tiếp một em set hồng cho mấy chị nữa. Em set hồng này màu đậm hơn nha các chị. Em này cũng là form quần lửng nha các chị của em ơi. Quần lửng lưng thun. Nhưng mà lưng của em hơi nhỏ như vậy. Có váy ren màu xanh ở shop. Dạ hôm nay là bên em like đồ ngủ cho chị ơi. Ai hỏi gì? Chị Văn Trương nói là còn váy ren màu xanh không shop. Mấy ren giống lúc nãy. Hình như hết rồi đúng không chị? Dạ hết rồi chị Văn Trương ơi. Hết mất rồi ạ. Rồi một em set đồ ngủ nữa cho các chị nè. Em này thì size hơi nhỏ nha mấy chị. 65 65kg đổi lại mặt vừa em set này nha các chị ơi. Ai lấy em set hồng này thì comment mã số 49 giúp em ạ. Mã số 49 60kg đổi lại mặt vừa nha các chị. 60kg đổi lại mặt vừa em này nha các chị đẹp ơi. Cái quần của nó đây nha các chị, nguyên combo của nó đây ạ. Ai lấy comment mã số 49 nha các chị đẹp. Quá sức xinh luôn. Gửi đôi chị qua 33. Thank you Kim. Dạ hẳn lên My. Dạ chưa kịp chị ơi. Mai chị ghé lấy nha. Dạ hẳn lên My ơi, mai chị ghé lấy nha. Chưa đem qua được chị. Cái đầm suông hôm qua chị mới lấy đúng không? Rồi 49 cho chị Nguyễn gái luôn. Ok chị yêu. Tiếp theo một em set hồng nữa nha các chị. Trời em set hồng này dễ thương quá à. Em set hồng này mèo Kitty nha các chị ơi. Cái này mua về cho con gái mình mặc rất là ok luôn. Màu hồng này khá là tươi. Chỉ có giá là 80k thôi ạ. 80k cho một set nha các chị. Em này cũng là 65kg độ lại mặt vừa nha các chị đẹp ơi. 65kg độ lại mặt vừa mà em này các chị. Mua về cho con gái mặc rất là dễ thương luôn nha các chị. Ai lấy em này comment mã số 19 giúp em nha. Set này, set màu hồng con mèo Kitty này comment mã 19 giúp em. 80k thôi ạ. Em sinh năm 98 em có thích màu hồng không? Dạ chị hơi chị. Có lúc thích, có lúc không thích. Rồi 19 em chết cho chị Ngô Thu Hương ạ. Con gái chị thích màu hồng nha. Nó đi thực tập một tháng nó lấy gần 10 bộ màu hồng. Đủ kiểu luôn. Kiểu giống vậy nè, bận đồ ngủ á. Gần 10 bộ. 9 bộ. Hầu như những cái mẫu này bây giờ em lên like đây là đồ cho con gái nha các chị ơi. Cái này chị mua về cho con gái mặc thì ok hơn. Tại vì nó khá là màu mè. 19 còn không? Dạ 19 em hết rồi chị ơi. Đây 19. 19 ở thôi nhưng mà kiểu khác. Mèo Kitty á. Mèo Kitty thì hết rồi nha chị đẹp ơi. Có màu hồng này thôi chị. Có màu hồng mà con cừu á chị. Cũng khá là dễ thương luôn. Đây nha mấy chị đẹp ơi. Yeah. Đây thêm một em nữa đây ạ. Em này cái quần màu hồng em hết rồi chị Nguyễn gái ơi. Trời cái màu đó cũng đẹp á. Màu đó đẹp. Cái màu này là siêu dễ thương luôn nè mấy chị ơi. Trời em này xinh quá. Rồi, ai lấy em này thì comment mã số 12 giúp em nha các chị.
Mã số 12 cho con này nha các chị đẹp ơi. Quá sức đẹp luôn. À, em nay mặc đang hoàn diện quá hả? 55kg đổi lại mặc vừa nha các chị. Mua về cho con gái mặc thì ok hơn nha. Cái này thì mấy chị thích thì mấy chị mặc cũng được. Em này là size L. 60kg đổi lại nha các chị ơi. Mã số 12 ạ. Chị có giá là 80k thôi nha mấy chị đẹp của em ơi. Các chị đẹp còn xem livestream cho em xin một chấm tương tác nhẹ nhẹ nha. Anh làm được lâu dài không em? Chị tỉnh hay chị tỉnh lâu dài? Chị không có tỉnh. Thôi em này, em này dễ thương quá mấy chị. Toàn là những cái bộ đồ ngủ rất là dễ thương luôn mấy chị ơi. Em mà có con gái là y rằng em sẽ mua luôn. À mà không, em cũng có thể mua cho em. Mà rảnh ghê. Mà rảnh ghê, bà làm như là bà già lắm. Em cũng có con gái em mua. Bây giờ bà bận cũng... Sao bà không mua cho bà ấy? Rồi, nhiều đồ quá. Nhiều đồ quá rồi. Mặc không sợ. Mặc cái này sợ người yêu nó không yêu nữa. Thì kỳ vậy. Thằng nào không yêu bà? Mặc ngủ chứ. Đúng chị, thằng nào bỏ bà này thằng nó cũng... Rồi các chị ơi, ai lấy em này thì comment mã số 61 giúp em nha. Nó không có yêu trai, nó đi yêu gái mới đau chứ. Phải không vậy? Có đâu. Có đâu. Giả bộ á, thấy trai mê gần chết. Nghĩa có thể cai mê trai mà, không bao giờ bỏ. Nhưng mà thấy trai đẹp mà phải mê lắm chị. Giả bộ đó, giờ mà có trai sống tới là cũng... Đúng rồi. Rồi, ai lấy này comment bà 61 rồi. 61 cho chị Hạnh Nguyên, ok chị luôn nha. Chị là chị cần tuyển như vậy. Dạ có nha chị Nga Lâm ơi, có nha chị đẹp. 55kg rất là nhiều luôn chị. Nãy giờ em lên hầu như là sai toàn toàn là từ 50 đến 65kg nha chị đẹp ơi. Dạ rồi 60 em chốt cho chị Nguyễn Gái mất rồi ạ. À 60 em chốt cho chị Hạnh Nguyên mất rồi ạ. Chị Nguyễn Gái sau mất rồi. Có cái set màu hồng này cũng đẹp nè chị Nguyễn Gái. Chị Nguyễn Gái mới set màu hồng này chị. Hoặc là cái set màu hồng em đang mặc đây nhỉ nha chị. Em 44kg nha. Và cái set này cũng rất là dễ thương luôn. Cái này chưa có người lấy đâu. Dạ. Đây. Chị lấy rồi em mặc được. Dạ mà chẳng không mặc được. Rồi ai lấy con em đang mặc comment mã số 70 nha các chị ơi. Mã số 70 cho con. Còn 61 không? Dạ hết 61 rồi chị. 61 con gái à. Nguyễn Gái phần chút sau kìa. Cái bộ ai? Vừa rồi đẹp quá trời đó chị Nguyễn Gái ơi, em mặc thử bộ kia đi. Đổi màu hồng đi. Đó. Đó bộ đó, bộ đó đẹp á. Màu hồng này em lên nãy giờ. Nhưng mà ý là chưa mặc á. Chị xin lỗi, đổi sang màu khác. Mặc thử coi. Rồi một set màu xanh nữa nha mấy chị. Màu xanh này rất là tươi da luôn nha. Đây cái quần đây mấy chị ơi. Em này cũng là từ 50 từ 50 đến 70 kg đổi lại mặc vừa nha các chị. 50 đến 70 kg đổi lại mặc vừa hoặc là những những chị mà size nhỏ hơn thì mà cũng ok nha. Rồi ai lấy màu xanh này thì comment mã số 65 giúp em nha các chị ơi. Mã số 65 ạ. Mã 65 cho bộ đồ màu xanh này cực kỳ dễ thương luôn. Đây em lên da cho mấy chị xem, rất là sáng luôn nha. Chú Đăng nó qua được lý tới. Hơi xa em hè. Cái này chỉ có giá là 80k thôi nha các chị ơi. Cái này mặc ở nhà siêu thoải mái luôn ha. Ai lấy comment mã số 65 ạ. Rồi 65 cho chị ạ. Ngô Thu Hương ạ. Rồi ok chị đẹp, hay quá. Còn con xuất ra. Rồi. À vẫn có màu xanh nhưng mà là kiểu khác nha chị, hình con khác. Cái này có hình con Mickey với hình con Doraemon này chị đẹp ơi. Còn rất là nhiều màu xanh luôn mấy chị. Kiểu thì nó na giống nhau hết. Chỉ nó khác họa tiết thôi nha mấy chị. Đây này một em màu Doraemon nữa nha mấy chị. Nhưng mà là chủ yếu là cái đàn đẹp nhau một tí. Đồ dễ thương lắm luôn mấy chị ơi. Từ 50 trở lên nha, 50kg trở lên mặc thì khá là dễ thương. Rồi ai lấy này comment mã số 36 giúp em nha. Bộ màu xanh Doraemon này ạ. Những gái lấy thì comment mã số 36 giúp em nha chị đẹp ơi. Nãy giờ em thấy chị comment mà chưa có lấy được em nào hết.
chị làm mâm. Mã số 36 đi ạ. À? Tháng đầu tiên là tụi em buộc. Mã số 36 cho em làm được đúng. Phải học. Cho em đồ ở nha. Mặc thì nói chung một tháng đầu bao nhiêu. Rồi 36 cho chị. Ồ chị Hạnh Nguyên rất là nhiều. Lấy là lấy 2 triệu rưỡi tiền. Dạ rồi, ok chị. Còn 1 triệu để lại triệu đó thì của tụi em làm cho chị. Còn sau này 1 năm tụi em làm tiếp thì chị sẽ trả 1 triệu. Còn sau 1 năm tụi em thích nghĩ là đáp ứng là được. Nhưng mà chị cũng trả lại cho chị. Chị cảm thấy rằng đủ nhiều. Rồi có em Mickey nữa nè mấy chị ơi. Đúng rồi. Ba có em Mickey nữa. Hồi nãy không chốt được Doraemon thì lấy em này nha chị. Được, không sao hết. Lấy cho bộ màu xanh. Chỉ có màu xanh là được thôi đúng không chị Nguyễn gái? Hết 36 mất rồi chị đẹp ơi. Trời ơi, comment chị comment chậm quá. Hết mất rồi, khách lấy mất rồi chị đẹp. Rồi bây giờ ưu tiên này. Chị Nguyễn gái ơi, nếu mà chị thấy cái bộ này á thì chị nhanh tay comment mã số 24 giúp em nha. Mã số 24 liền liền nha chị đẹp ơi. Màu xanh thì còn rất là nhiều. Kiểu thì nó giống nhau hết nha mấy chị. Kiểu giống họa tiết. Kiểu giống nhau hết, chỉ có họa tiết là khác thôi ạ. À. Ai lấy em này comment mã số 24 giúp em nha. Mã 24 cũng 60kg độ lại nha mấy chị. 60kg độ lại thì mặc vừa em này nha. Chỉ có giá là 80k thôi ạ. À. Nhanh tay comment. Có gì thắc mắc không? Em có gì thì em cứ nói chị. Dạ mã 24 này là dưới 60kg độ lại mặc vừa nha chị. 60kg độ lại mặc vừa, trên 45kg là mặc đẹp. Mặc ok rồi ha. Tại vì cái này là quần lưng thun. Rồi 24 em chết cho chị Nguyễn gái luôn nha chị. Mùa đẹp ơi. Thường biết 7 giờ luôn á. Cho mỗi đứa 100. Còn cái ngày lễ ngày 29 là lễ 200. Chị thưởng nó hết thưởng tiền. Nguyễn gái thì chị 25 tháng 9. Mùng 2 tháng 9 là rất khánh chị cho Nguyễn gái. Ngày lễ là em được lễ. Ngày lễ là lễ. Trong năm ngày lễ là lễ. Còn chế độ chính thức thì 1 tháng là được lễ. Rồi tiếp theo một em màu xanh nữa nha mấy chị. Trời ơi em xanh này à. Em xanh này hình mặt gấu nha mấy chị ơi. Em chừa lại để lỡ. Mình chỉ khác họa tiết thôi, còn lại kiểu thì cũng như nhau nha các chị đẹp. Đây nha. Rồi ai lấy em này comment mã số 57 giúp em nè. Mã số 57 cho con xanh em đang cầm trên tay nha mấy chị đẹp ơi. 57 65 kg rồi lại mặc vừa nha các chị. Vườn lưng thun co giãn rất là tốt đây ạ. Còn áo khá là rộng, 65kg rồi lại mặc vừa nha các tình yêu ơi. Ai lấy comment mã 57 ạ. Ừ, có mẫu này chẳng hạn. Mẫu này không phải là không xài không gì. Nhưng mà là mẫu này xong bắt đầu là được 4 đứa thì được 4 bộ. Thì chị khác cho em một dạ như mỗi tháng thì chị cho tụi em một bộ giống nhau. Thích là tụi em hẹn nhau mặc đồng phục, còn không thì tụi em bận thường cũng được. Không có bắt buộc phải mặc đồng phục. Nhưng mà đồ mã 57 giúp em nha các chị đẹp ơi. Các chị ơi, cái con bộ màu hồng em đang mặc này em thấy dễ thương lắm, tại sao mấy chị không lấy mấy chị? Cái bộ màu hồng em đang mặc đây á là các chị từ 50kg độ lên đến 80kg độ lại mặc khá là xinh luôn nha. Ai lấy comment mã số 70 giúp em ạ. Mã số 70 chỉ có giá là 80k thôi nha mấy chị. Còn cái set màu xanh này á thì các chị comment mã số 57 giúp em nha. Màu xanh còn khá là nhiều. Các chị thích màu gì các chị cứ comment nè. Rồi em lên một set màu vàng cho mấy chị yêu đây ạ. Trời ơi màu vàng này cưng quá mấy chị ơi. Màu vàng này để mấy chị xem nè. Rất là tươi luôn. Mấy bé mặc là siêu dễ thương nha mấy chị. Rồi em này cũng là dưới 65kg độ lại mặc vừa các chị ơi. 70 hả? Rồi ok chị Hạnh Nguyễn nè. Ok chị yêu nha. Em chốt cho chị Hạnh Nguyễn luôn nha. Rồi may quá nhờ chị mà em được thay bộ đồ mới á. Để giờ em ráng mặc bộ này cho có người lấy á. Bộ này có người lấy không? Dạ 57. Còn màu hồng không em? Dạ màu hồng còn nhiều lắm chị ơi. Mã 24 đâu? À, đây là mã 70. Mã 24 là như trong đó đó chị. Đây. Đây. À chị Hạnh Nguyễn lấy vàng hả? Chị ơi nếu mà chị lấy bộ màu vàng á thì còn chị cần chứng minh với lại cổ hộ cho chị. Hồi nãy màu vàng em chưa có lấy mã mấy chị. Mình chơi mã, mình lấy mã đi cho công bằng ha. Chất liệu là thun nha chị đẹp ơi. Đồ bộ nha, chất liệu là thun thái co giãn 4 chiều nha các chị. Vậy thun này các chị yên tâm đi, mặc nó rất là thoáng mát luôn, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt. Không phải là thun chắc phải thun cốt tông cứng đâu nha mấy chị ơi. Dạ không có quần dài nha chị đẹp của em ơi. 57 chị có quần lửng thôi ạ. Đúng không em? Dạ chị. Dạ đúng rồi.
Ủa Trang ơi, trong này không ghi hồ sơ gồm có gì hả? Ủa cái cũ có hả? Rồi, ai lấy em màu vàng này thì comment mã số 8 giúp em nha. Chị Hành Nguyễn ơi, chị lấy em này comment mã số 8 giúp em nha chị đẹp. Hả? Bộ màu vàng này comment mã cái số 8 giúp em nha chị yêu ơi. Rất là xinh luôn. Chứng minh hộ khẩu photo có hồ sơ nè. Mã số 8 giúp em nha. Cái này chắc là chị 57 màu xanh này vẫn còn. Số 8 đi. Dạ. Số 8 thì chị Hanh Nhi. Số 8. Đó là hồ sơ bổ sung như vậy đấy. Chứng minh với lại hộ khẩu photo không cần đăng ký. Đây bây giờ em sẽ lên test bộ màu hồng cho các chị. Tại vì bên kia chị ít ở. Bộ này xinh lắm luôn. Nãy giờ em năn nỉ mấy chị lấy mà mấy chị không lấy. Bây giờ em sẽ mặc lên thử cho mấy chị nha. Nhiều khi mình không mặc lên á mấy chị không có thấy nó đẹp đâu. Dạ màu vàng chỉ có một cái thôi. Cái mã số 8 vừa rồi em hết nha mấy chị ơi. Mã số 8 vừa rồi em hết mất rồi ạ. Bây giờ em lên màu hồng nè mấy chị. Màu hồng khá là dễ thương. 3 cái này. Cái này 3 cái này. Đó mấy chị thấy không? Một em màu hồng này. Có con gái không em? Dạ không chị ơi, chị có quần lượng đến đây nha chị. Chị có em quần tới đây là dài nhất bên em rồi. Hôm nay cái set dài bên em chưa có nha mấy chị. Vậy em chắc chắn là em không thấy. Rồi ai lấy mai comment mã số 12 giúp em nha. Mã số 12 có giá là 80k nha các chị ơi. Chị có 3 em thôi ạ. Em chắc chắn là nó thì đây. Đứng lên cho mấy chị xem này rất là dễ thương luôn. 60kg độ lại mặt vừa nha các chị. 60kg độ lại mặt vừa nha con đồ bộ này ha. Dễ thương quá mấy chị ơi. Nhanh tay comment ạ, mã số 12 giúp em nha. Mã số 12 cho con đồ là bộ em năm mặt. Nhận thêm một bé nữa thôi, cho bé này làm nó thử việc nó chơi. Em làm không lương. Đúng rồi. Em phải nói là em làm không lương. Mã số 12 giúp em nha các chị đẹp ơi. Cái này là chất liệu là vải thun thái có dạng 4 chiều nên các chị yên tâm là về cái độ thấm hút mồ hôi của nó rất là tốt. Mặt không có bị nóng đâu nha các chị. À còn một bộ Doraemon màu xanh lá nha mấy chị ơi. Ui em này xinh quá. Quá xinh xinh luôn. Đây nha các chị. Rồi ai lấy em bộ Doraemon màu xanh lá này thì comment mã số 6 giúp em nha mấy chị ơi. Mã số 6 nha mấy chị. Dạ bộ đồ em đang mặc là dưới 65kg đổi lại mặt vừa chị. 60kg đổi lại mặt vừa em này ạ. Đồ có giảm rất là tốt. 60-65kg đổi lại mặt vừa nha các chị ơi. Ai lấy em này comment mã số 12 giúp em nha. Giá là 80k đổ lại thôi ạ. Giá 80k cho bộ con đồ bộ em đang mặc nha chị đẹp ơi. Hôm nay là bên em là like đồ giá còn rẻ hơn cả bán sỉ nữa nha mấy chị. Hôm nay bán lẻ còn rẻ hơn bán sỉ nữa nên là các chị sẵn cái live stream này thì mình có thể mua nhiều nhiều. Những cái chị mà khách sỉ á. Con đồ bộ Doraemon màu xanh lá này rất là xinh luôn mấy chị. 65kg độ lại mặc vừa nha. 65-70kg các chị mặc cũng vừa luôn. Nè các chị xem cái phần lưng thun của nó co giãn rất là tốt. Ai lấy em này comment mã số 6 giúp em nha. Mã số 6 có một em duy nhất thôi nha mấy chị ơi. Rồi mã số 12 cho chị Hoàng Châu. Rồi 12 cho chị Hạnh Nguyễn luôn ạ. Ok chị yêu nha. Vẫn còn một em 12 nữa nha mấy chị ơi. Các chị cứ comment nha. Bộ màu. Ủa sao chị đâu có thấy 12 của chị Hạnh Nguyễn. Chị Hạnh Nguyễn nói là lấy bộ em mặc. À bộ em mặc. Nói chị Hạnh Nguyễn chốt 12 đi em. Chị Hạnh Nguyễn ơi à, chị Hạnh Nguyễn ghi số 12 giúp em nha chị đẹp. Mình chốt có mã để cho cho công bằng cho nhân viên còn chốt quá chị chứ không phải cái này. Các chị biết không, làm một cái livestream này là có nguyên một đội quân ekip phía sau dàn dựng rất là tỉ mỉ công phu của các chị. Nên là các chị thứ nhất là mình đặt hàng thì mình lưu ý về mình nghe rõ số ký và số đo để mình tránh đổi trả và xả hàng nha mấy chị. Rồi em cảm ơn chị Hạnh Nguyễn ạ. Đây em lên một cái con đầm suông cho các chị mặc ở nhà đây ạ. À. Cũng là chất liệu vải thun nha.
Em này các chị 60 65 cái độ lại mặc vừa luôn ạ. Đó thì tất 70 thôi nha, 70 thôi nha. Em này cũng xin giá là 70k thôi nha các chị ơi. 70k cho em đồng hồng này rất là dễ thương luôn. Hai bên có hơi xẻ tà nhẹ nhẹ cho mấy chị ạ. Rồi ai lấy em này thì comment mã số 48 giúp em nha. Mã số 48 này có một em duy nhất thôi nha mấy chị ơi. Mã số 48 60k độ số mặc vừa nha các chị. Các chị ơi, các chị có đang còn coi like thì cho em xin một cảm tương tác nha. Hay là mấy chị có thấy im ắng quá thì mình có thể tổ chức chơi mini game đi ha. Mấy chị có thích chơi mini game không? Nếu mà mấy chị thích chơi mini game thì chấm bài giúp em nha. Chấm càng nhiều để em biết là các chị muốn tương tác với shop em nha. Chấm bài giúp em nè. Chấm bài để chơi mini game. Quà tặng là gì đây ta? Quà tặng là gì được chị Hè? Tặng em chị. Đi. Tặng chị. Có tặng đó, em tặng đây có chị nào đầm tím đó đi, nó hơi bị dơ một tí xíu. Đây nếu mà bây giờ các chị cứ chấm bài đi nha, chấm bài chơi mini game em sẽ tặng một cho chị một cái đầm. Một cái đầm. Ồ cái đầm đẹp quá mấy chị ơi. Trời ơi, con này mà đem đi tặng chết luôn. Chết luôn mấy chị ơi, con đầm này đẹp quá. Em đầm này là mấy chị mà dưới 60 kg độ lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Phải chia sẻ livestream mới được. Nhớ là các chị phải chia sẻ cái livestream này á thì mới được chơi mini game nha. Trời em đầm tím này đẹp quá mấy chị ơi, phần phía dưới đuôi này mấy chị. Phần phía dưới đuôi là đuôi cá nha mấy chị ơi, hơi xòe nhẹ nè. Nó hơi bị dính một cái gì đó đó chị, để xử lý. Bị dính gì đó. Cái này bị giặt lại ra thôi. Để xử lý. Rồi các chị chấm bài tương tác giúp em nha. Chấm bài càng nhiều để em biết các chị đang còn muốn tham gia mini game nha các chị đẹp của em ơi. Rồi mình lại tiếp tục chương trình bán hàng ngày hôm nay nha. Một xíu nữa sẽ chơi mini game ạ. Cứ chấm bài đi nha các chị. Ờ các chị chia sẻ đi ạ, chia sẻ đến khoảng tầm 370 mắt đi là mình bắt đầu chơi mini game các chị yêu ạ. Rồi. Vậy mà nãy giờ mấy chị hông hông coi nhiều gì mà mấy chị không có chốt đơn cho bên shop em. Rồi em cảm ơn các chị yêu đã chấm bài ạ. Các chị nhớ chia sẻ nha. Nếu mà các chị chấm bài mà các chị không chia sẻ chút nữa tham gia mini game mấy chị trúng thì cũng là hủy nha mấy chị. Hủy kết quả mấy chị ơi. Nên là nhớ là mình chia sẻ nha. Chia sẻ trước khi bắt đầu chơi mini game nha các chị. Trời ơi, một con đầm xinh quá mấy chị ơi. À quên, một con set rất là xinh luôn. Rồi set này cho mấy chị dưới 5 dưới 80 kg, dưới 70 kg đổ lại và trên 50 kg nha. Trên 50 kg sẽ mặc vừa. Dạ đúng rồi chị. Hôm nay set về toàn đồ cho trẻ không à. Hơi màu sắc hơi sặc sỡ một xíu. Ví dụ thay vì đồ của các cháu thiếu nhi mua 150 hoặc là mua 200.000 một bộ đồ ngủ ở nhà thì hôm nay các chị xem Shopee thì các chị ủng hộ cho bên Shopee mua đồ với giá là 80k đi các chị. Nó chỉ bằng một nửa giá của thị trường ở ngoài thôi các chị ơi. Tìm thêm một áo ren cho chị đi shop. Chị Văn Trương đúng không? Đúng rồi. Có hai người Hạnh Nguyên em coi chung chốt hàng luôn nha. À có hai Hạnh Nguyên luôn à. Chị ơi có một cái có bên em còn váy ren đó chị. Có váy ren này cũng khá là xinh đó chị đẹp ơi. À, em này em 76 độ lại nha chị. Cái đầm này rất là xinh luôn á chị ơi, đầm tầng nha. Nếu mà chị Văn Trương lấy thì comment mã số 76 giúp em nha. Mã số 76 cho con đầm này. Con đầm này cũng có giá là 80k thôi nha chị đẹp ơi. Đầm này mình đi tiệc. Đầm này mặc đi tiệc là siêu xinh luôn mấy chị. Rồi nếu mà chị Văn Trương lấy thì comment mã số 76 cho con đầm vừa rồi nha.
còn một cái duy nhất thôi nha các chị ơi. Giá 80.000 thôi. Giá 80.000. Siêu siêu rẻ luôn cho các chị. Eo tầm bao nhiêu? Dạ eo 76 độ lại nha chị ơi. Eo 76 độ lại mặc vừa em đầm này nha chị. Đây với một em đầm vàng nữa nha. Em đầm vàng này thì cũng giống như em hồi nãy, nhưng mà màu có vẻ đậm hơn xíu. Rồi nếu mà là các chị thích em này thì comment mã số 15 nha các chị ơi. Một cái đầm xòe này. Đầm tầng xòe nha các chị. Mã số 15 cho em này. Em này eo cũng là 76 nha mấy chị ơi. 76, 78 độ lại. Dạ chị Văn Trương ơi, nãy giờ em dơ hai con. Nếu mà chị lấy con màu vàng này thì comment mã số mã số 76 giúp em nha chị. Chị Văn Trương lấy mã 76 hay mã 15 ạ? À? Chị lấy mã nào comment giúp em nha chị đẹp ơi. Hiện giờ là chỉ còn có hai cái đầm xòe thôi mấy chị. Còn nha chị Ngô Thu Hương ơi, em còn nhiều lắm. Em lên sale mấy cái đầm này luôn nè. Dạ. Chị Văn Trương lấy thì comment mã số 76 nha chị ơi. Mã 76 cho em vàng nhạt này. Còn màu vàng đậm thì chị comment mã số 15 giúp em nha. Rồi 76 cho chị Văn Trương luôn ạ. À. Em xem mấy cái đầm này giá 90 luôn nha. Dạ. Còn vài cái em theo giá 90 này mấy chị, đầm đẹp lắm. Rồi các chị ơi, các chị cứ chấm bài đi nha các chị. Cuối live mình sẽ chơi mini game nha các chị. Cuối live chơi mini game tặng đầm đẹp, đầm xinh cho mấy chị đây ạ. À. Đây, bây giờ về em sẽ theo mấy cái đầm siêu phẩm. Với giá chị Văn Trương nè, 15 cho chị Nguyễn Gái nè. Rồi ok chị yêu. Đấy là 76 nha chị. Đây là 15. Xòe thì 100, còn cái nào body là 90 nha. Xòe 100, body 90. Bộ mẫu mặc bao nhiêu ký vừa? Dạ 65 ký đổ lại vừa ấy, chị Kim Tiến đây thầy ơi. Mạng chị chậm mà đâu, em thấy khá nhanh đó chị chốt kịp mà. Nãy giờ mở ra chị rất là chị chốt kịp mà. Ơi mẫu em mặc đẹp quá à. Bạn nào sáng mặc thì cả đẹp. Rồi các chị ơi, một cái đầm quá sức đẹp các chị. Đầm ren xòe đẹp quá. Không lấy là tiếc hùi hụi luôn nha các chị ơi. Eo của em này cũng khá là rộng luôn. Eo của em này 80 độ xuống mặt vừa nha các chị. Eo 80 độ xuống mặt vừa nha. Rồi chị Kim Tuyến lấy bộ hồi nãy em mặc đúng không ạ? Nếu mà chị lấy thì comment mã số 12 giúp em nha chị Kim Tuyến ơi. Còn có một bộ duy nhất thôi chị đẹp. Rồi các chị ơi, con đầm em đang mặc đây eo 80 độ lại mặc vừa nha các chị. Eo 80 độ lại mặc vừa em này, và ai lấy comment mã số 27 giúp em nha. 80 có độ qua dạng đây đến 82 vẫn vừa. Eo 82 vẫn vừa nha các chị ơi. Ai em này comment mã số 27. Em đầm này em xin giá là 100k thôi nha các chị. Ok bình 12 cho chị Kim Thiến Lê Thị nha. Cái đầm này còn rất là nhiều nha các chị. Cứ nhanh tay comment nha các chị. Mã số 27 giúp em nha. Eo 82 độ xuống mắt vừa nha các chị. Eo 82 là độ co giãn nhất có thể. Còn các chị eo từ 70-75 độ lên là bắt đầu mặc đẹp rồi nha các chị. Là bắt đầu mặc vừa rồi đó.
thì nhanh tay comment mã số 27 giúp em nha. Mã số 27 cho con đầm em đang mặc á, chị có giá là 100k thôi ạ. Quá rẻ. 100k, ở ngoài nó là ren nha mấy chị ơi, ren cao cấp. Ren cao cấp có hai màu cho các chị này. Cái phần hoa nó là ren vàng, còn cái phần ngoài nó là ren đen nha các chị. Có hai lớp lót cho các chị luôn ạ. Phía trên nó có đính hạt cườm cho các chị đây ạ. Đằng sau có xét kéo nha các chị đẹp ơi. Rồi ai em này comment mã số 27 giúp em. Mã số 27 có giá là 100k thôi ạ. Đầm quá sức xinh mấy chị ơi. Nhanh tay comment nha mấy chị. Mã số 27 chỉ có 6 em thôi nha. Dạ con này chất liệu là vải ren nha chị ơi. Kiểu giống nhau chị. Ừ, nhưng mà hoa văn họa tiết của nó khác nhau. Cái này chất liệu là vải ren cao cấp nha chị đẹp ơi. Ren cao cấp ha. Đó mấy chị thấy không? Ren cao cấp và có đính ngọc cho các chị nè. Chỉ có giá là 100k thôi. Nên là các chị nhanh tay nha. Ưu tiên cho 6 chị nhanh nhất ạ. Đầm xòe, một cái đầm xòe rất là xinh luôn. Eo rất là bự nha mấy chị. Eo 82 độ xuống mặt vừa nha. Eo là các chị mặc đẹp là eo sẽ tầm từ 70 đến 80 là mặc đẹp nha các chị. Nhanh tay comment giúp em mã 27 nha các chị ơi. Biết mạng nó bị chậm nhau sao mấy chị ạ? Nay kêu phát hơi hơi buồn. Mã số 27 giúp em nha các chị ơi. Có đầm hoa vàng này, hoa xanh và hoa đen nha mấy chị. Dạ đầm này rất là to luôn á chị Minh Ngân ơi. Đầm này siêu siêu to luôn chị. Cái này mấy chị phải tầm dưới 65kg độ lại mặt vừa nha các chị. Tại vì em bo nó lại đằng sau thôi nè. Đây eo 84 đây mặt vừa nha chị. Con này eo 84 mặt vừa luôn đó chị yêu ơi. Ai lấy thì comment mã số 27 giúp em nha. Mã số 27 ạ. Tại vì em kẹp ở phía sau á nên là mấy chị thấy form nó hơi nhỏ chứ thiệt ra nó rất là bự nha mấy chị. Ai lấy thì nhanh tay comment giúp em nha. Mã số 27 nha các chị ơi, mã số 27 chỉ có hình như là 2 em, 3 em thôi nha mấy chị. Eo 84 mặt vừa nha các chị đẹp của em ơi. Có một em hoa trắng nữa nè. Em hoa trắng, hoa vàng. Rồi mã 27 với chị Minh Ngân này. Ok chị yêu nha. Các chị cứ tiếp tục comment nhạc còn khá là nhiều nha các chị. Dạ eo 82 độ xuống cho chị đẹp ơi, 84 độ xuống mặt cũng vừa. Tại vì độ co giãn rất là tốt. Eo 82 độ xuống nha các chị ơi, 82, 84 độ xuống mặt vừa, 70 độ lên nha. Đây nha các chị, form váy rất là đẹp nè các chị. Không thể nói xạo với chị luôn, ren này là ren cao cấp ha. Một cái đầm như này bình thường ở shop thì bán với giá là 350 nhưng mà không eo 84 vừa nha chị Bình Phạm Thị ơi, chị mang vừa luôn á. Hôm nay sale nó co giãn rồi. Em chị sale với giá là 100k thôi nha các chị ơi. Nên là các chị nhanh tay giúp em nha. Mã số 27 cho con đầm em đang mặc nha. Hiện tại là còn 2 em nữa nha các chị. Hiện tại là còn 2 em hoa vàng nữa. Minh Ngân rồi phụ hoàng em. Minh Ngân đơn cũ đúng không? Hả? Minh Ngân Đà Nẵng hả? Rồi ok. Các chị ơi các chị chốt nhanh nhé. Các chị chốt nhanh rồi mình chơi mini game. Eo từ 70 cho đến 84 vừa nha mấy chị ơi. Coi giãn thoải mái. Rồi mã 27 cho chị Trần Kim luôn ạ. Rồi 27 lấy hết màu trắng cho chị Nguyễn Thị Vân. Ok chị yêu. Có 100 ngàn thôi mà mấy chị nhận cái đầm mà bao cho các chị là ngỡ ngàng luôn á. Đây nha chị đẹp ơi. Đẹp một cách ngỡ ngàng. Hoa trắng đi nha chị.
Đó, hoa vàng là con em đang mặc, còn hoa trắng đó nha chị đẹp ơi. Nó giống y hệt như nhau luôn, không khác một cái gì hết. Chỉ khác cái màu hoa thôi. Rồi ai lấy màu, ai muốn lấy hoa trắng hết, hoa trắng hay hoa vàng thì comment mã số 27 kèm màu giúp em nha. Chỉ có giá là 100k thôi nha các chị đẹp của em ơi. Mình nhanh tay nha các chị, nhanh tay rồi em sẽ tổ chức mini game cho các chị chơi nè, cho các chị trúng thưởng cái đầm màu tím bên em rất là xinh luôn mấy chị. Mã số 27 kem màu sắc giùm em nha, có hoa trắng, hoa vàng, hoa đen nha mấy chị. Hiện tại là hoa vàng á chỉ có một cái thôi, còn hoa trắng thì còn hai cái nha mấy chị ơi. Hai bảy cho chị Nguyễn Hương này nè. Rồi ok chị yêu. Dạ ok chị Minh Ngân ạ. 27 hoa vàng cho chị Bình Thạnh. Dạ hoa vàng hết rồi nha mấy chị đẹp ơi. Bây giờ chị em còn... đang mặc cho người kìa. Bây giờ chị còn chị còn 27 hoa trắng nha mấy chị. Cái hoa trắng này nó cũng không có khác cái hoa vàng là bao đâu. Chị mấy chị bắt cái thắt y như vậy luôn. Chị đưa chị thêm một cái nữa của chị Nguyễn Hương. Hết rồi chị ơi. Hoa trắng nha. Hoa trắng, không cần hoa vàng. Ý của chị Nguyễn Hương chị cầm em 27 thôi mà. Chị Trần Kim ơi, chị Trần Kim còn cái hoa trắng này chị. Cái hoa trắng này em thấy Trần cũng xinh á. Trần Kim có rồi, chốt rồi. À vậy hả? Còn một cái hoa trắng nữa nè các chị đẹp của em ơi. Còn có một cái hoa trắng nữa nè. Còn chị yêu nào muốn lấy thì comment giúp em luôn nha. Có đó là xòe lên của mình hoa vàng nha. Hết mã luôn rồi chị. Ý là hết mã luôn rồi nên là em hết rồi hả? Dạ, nên là em mới đọc nè. Rồi còn một cái hoa trắng thì mấy chị ơi, hoa vàng em hết mất rồi ạ. Các chị lấy thì comment mã màu vàng hoa trắng giúp em nha. Bây giờ chỉ còn trắng thôi nên các chị lấy thì cứ comment là trắng giúp em. Em làm sớm mình làm thử để tin sâu chứ không nó bị lộ. Còn cái mã nữa không chị? Còn cái mã nữa, cái rổ hết mã nó sao đó. Chị Hạnh Lâm, chị Hạnh Lâm đó là hôm qua em chốt hai hộp cacao. Dạ ok chị Hạnh Lâm. Em ơi, cacao còn không? Chị Hạnh Lâm lấy hai hũ á. Còn hũ á hả? Chốt chị hai hũ đi để chị alo trên đấy lên tới thôi. Còn cái đâm nữa không chị? Không thôi nói chị lấy trước một hũ đi. Chị Hạnh Lam ơi lấy trước một hũ đi chị. Tại vì cô em đã đang làm á. Mà cô em đã đang làm hai ngày nữa mới có. Thì chị có uống trước một hũ cho ngon, coi thử ngon không cái đại nha. Rồi có gì bên em ship tiếp. Đơn sau em gửi tiếp cho chị nha. Đây nè, sẵn sẵn mấy cái này 100.000 chị. Dạ chị, rồi. Em chốt trước cho chị một hũ trước đi. Rồi 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 mà cô em đã làm xong rồi em gửi tiếp. Rồi các chị ơi, một cái đầm màu vàng. Màu vàng đồng quá đẹp mấy chị. Con này á các chị ơi, các chị 70kg đổi lại mặt vẫn vừa nha. Lưu ý giúp em nha, 70kg đổi lại mặt vẫn vừa. Rồi con này em xin giá nhẹ nhẹ 120k thôi nha các chị. Có dây cột cho các chị nè, 70kg đổi lại mặt vừa nha. Con này là phù hợp cho mọi số ký luôn á các chị. Rất là sang luôn. Form dài qua gối nha các chị. Ai lấy này thì comment là mã. Rồi hết mã đó chị ơi. Hai mã nữa đâu. Rồi chị vừa mới thấy em. Rồi ai lấy cái này comment mã số 2 giúp em nha các chị.
Mã số 2 này giá là 120k nha các chị đẹp của em ơi. Dưới 70kg độ lại mặt vừa, 120k. Mã số 2 ạ. Một em duy nhất thôi nha mấy chị. Đây em lại gần cho mấy chị xem chất liệu đây nha. Vải co giãn khá là tốt. Mặt mát lắm nha mấy chị. Ai lấy thì nhanh tay comment mã số 2 giúp em nha các chị đẹp ơi. Vải đuổi lắm mấy chị ơi. Trăm đó là vải đuổi đó. 120 ngàn. Xinh quá mấy chị ơi. Mấy chị không lấy là em ngồi đây luôn mấy chị. Em ngồi, em phải ngồi ở đây. Chừng nào mấy chị lấy cái đầm này thì thôi. Tại vì nó đẹp quá. Mã số 2 giúp em nha các chị ơi. Trời, con đầm này xinh như thế này mà mấy chị không lấy. Mình không lấy hoa trắng nha shop. Là chị lấy hoa vàng đúng không? Đúng rồi. Chị Bình Phạm Thị lấy hoa vàng đúng không chị? Em chốt cái hoa vàng cho chị rồi mà. Trời, các chị ơi, cái con mã số 2 này rất là đẹp luôn. Sao các chị lại hững hờ với em nó như vậy nhỉ? Chị có giá là 120k nha các chị. Chất liệu là vải đuổi. Nè, em quay đằng sau cho mấy chị xem nè. Mấy chị không lấy mày là tiếc. Tiếc cả đời luôn mấy chị ơi. Tiếc cả cái livestream này từ đầu tới giờ luôn. Tới giờ phút này mới đem cái đầm này ra sale cho mấy chị. Dạ em chào chị Đặng Linh ạ. Ai lấy comment mã số 2 giúp em nha. Mã số 2 cho con đầm em đang mặc đi nha các chị ơi. Rất là đẹp luôn, màu lên da cực kỳ sáng. Chỉ có giá là 120k thôi ạ. Hay là phải trang mạng của các chị bị chậm nhỉ? Cái con đầm này là mấy bữa em lên like là mấy chị săn dữ dội lắm luôn á. Mấy bữa là 100... Mấy bữa bán 140 mà mấy chị vẫn mua. Hôm nay sale giá còn 120 mà không chị nào lấy hết. Phải ở trong live như màu nó sáng á. Ở ngoài nó màu vàng đầm, không phải màu vàng tươi. Chị Hạnh Lan nói là chừng nào có chị gửi cho em 2 hũ. Em gửi cho con nào học xa. À dạ rồi, ok chị. Gửi lần 2 hũ chị ha. Rồi để chị, để em hối cho bà rồi. Bà ship ra sớm rồi thì bà gửi xe ra sớm rồi em ấy. Rồi các chị ơi, nếu mà cái đầm màu đồng rồi các chị không thích thì mình sẽ chuyển gu sang một cái đầm hoa nhí nha mấy chị. Hoa nhí màu hồng cho các chị đẹp đây nha. Em này xinh quá. Em này cũng 70kg độ lại mặt vừa nha các chị đẹp ơi. Chất liệu cũng là vải đuổi luôn nha mấy chị. Quá sức dễ thương luôn. Rồi ai lấy em này comment. Comment nhanh tay giúp em là mã số 98 nha các chị. Mã số 98 cũng có giá là 120k luôn nha các chị. Mấy bữa là bên em bán với giá là 140k đó. Hôm nay là sale cho mấy chị còn 120k thôi ạ. 70kg đổi lại mặt vừa nha các chị ơi. Cỡ khoảng 50kg đổi lên là mặt em này đã xinh rồi nha. Như em đây 44kg mặt vẫn ok hết. Rồi mã 98 với chị Nguyễn Gái nè. 198 với chị Nguyễn Gái. Mà 98 em vẫn còn 2 cái nha mấy chị ơi. Nên là các chị nhanh tay comment nha. Vẫn còn 2 em 98 mã 98 cho các chị ạ. Ủa? Đổi cái gì? Chị Phạm Thị Bích Hạnh. Giờ chị lấy cái 98 này. Ok chị. Dạ rồi. Vẫn còn 198 nữa nha các chị yêu của em ơi. Vẫn còn 198 nữa các chị nhanh tay comment nha. Trời, em này đầm rất là đẹp luôn. Chất liệu vải đuổi này, em lại gần cho các chị xem cái phần hoa của nó nha. Hoa rất là xinh luôn các chị ơi. Đằng sau đây nha. Cái này là 198 hay 98? Mã 98. Mã 98 giá 198. Ý là một con 98 mà bà kêu là 198. Rồi tiếp cho chị à, Minh Ngân nha. Rồi bên em hết 98. Mã 98 cho mấy chị đẹp ơi. Dạ sữa tăng chiều cao em không có rồi chị.
tiếp màu đỏ đô cho mấy chị đây ạ. Trời ơi, xinh quá mấy chị ơi, da rất là trắng luôn á. Con này mà mấy chị mặc đi cà phê thì ba mọi ánh nhìn hướng về phía mấy chị nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Rồi alo em này thì comment mã số. Rồi hết mã luôn rồi. Mã gì đây? Em đọc mã luôn chị. Mã 100 đi. À, mã 101 đi. Bắt đầu từ 101 đi. Rồi alo em này comment mã 101 giúp em nha mấy chị ơi. Mã 101 này thì có 4 em nha. Mã 101 này có 4 em nhanh, ưu tiên cho 4 chị nhanh nhất comment nhanh tay giúp em ạ. Mã 101 cho con đầm em đang mặc có giá là 120k thôi nha các chị. 120k cho con đầm em đang mặc, 70kg độ xuống mặc vừa nha các chị ơi. 70kg độ xuống mặc vừa nha. Em này là cho mọi số ký, cho mọi lứa tuổi luôn ạ. Tại vì có giá thấp, các chị eo bao nhiêu thì mình thấp vô chừng đó ha. Ai lấy comment mã 101 giúp em nha các chị. Được, tối đi làm mà giọng khà luôn. Làm gì? Làm chị đi, tối đi làm nữa. Dạ em cảm ơn chị Minh Ngân ạ. Mong chị Minh Ngân ủng hộ shop nhiều nhiều nha chị. 101 cho chị Ban Mai ạ. Dạ để em hỏi thử nha chị Thu Hương ơi, siro tăng cân cho bé không? Vẫn còn hai em 101 nữa nha các tình yêu ơi. Em này xinh quá mấy chị, nhanh tay comment giúp em. Vẫn còn hai em nữa thôi ạ. Giá là 120k thôi nha các chị. Chất liệu là vải đuổi cực kỳ mát cho các chị luôn. Để em hỏi bà chị em Minh Nhật thử nha. Chị Ngô Thu Hương có gì em báo lại chị sau nha. Bên máy tự nhiên comment nó bị ẩn. Rồi 101 nữa cho chị Nguyễn Gái ạ. 101 cho chị Nguyễn Gái nè. Vẫn còn 101 nữa nha các chị yêu của em ơi. Nhanh tay comment nha các chị, còn một em duy nhất thôi ạ. Các chị nhanh tay nha, còn một em duy nhất nữa thôi. Xong rồi em sẽ đổi mẫu cho các chị ha. Dạ ok chị. Trời em màu em hoa vàng nền đỏ này rất là sáng mấy chị ơi. Xinh quá. Da cực kỳ sáng luôn nha mấy chị, màu đỏ đô. Rồi ai lấy comment mã 101 giúp em nha. Chị có giá là 120k thôi ạ. Gia tự em ơi. Rồi, tiếp một em đầm trắng để cho mấy chị nè mấy chị. Đầm trắng hoa vàng nha. Này đẹp quá ha. Cái này thì khá là sang nè mấy chị, cái này nhìn nó trẻ. Phù hợp cho mọi lứa tuổi luôn nha mấy chị đẹp của em ơi. Trời em đầm này xinh quá. Vừa xinh mà vừa rẻ nè mấy chị ơi, tiếc gì hả mấy chị? Em này chỉ có giá là 120k thôi ạ. Rồi ai lấy em này comment mã số 102 giúp em nha các chị. Mã số 102 cho con đầm em đang mặc, 70kg đổ lại mặc vừa nha các chị. Trên 50kg là các chị mặc đã đẹp rồi nha. Hoặc là những cái chị mà phong người nhỏ nhỏ như em đây mặc những cái này cũng rất là ok. Em thì chỉ có 44kg thôi. Thì ra em này mấy chị á, phong size cỡ nào mà cũng ok hết. Tại vì nó có dây cột. Ai lấy em này comment mã 102 giúp em nha. Rồi 102 cho chị Nguyễn Gái, 102 cho chị Hạnh Nguyên. Vẫn còn rồi nha các chị ơi, vẫn còn hai em 102 nữa. Các chị cứ nhanh tay comment nè, 3 em 102 nữa nè. Các chị cứ nhanh tay comment đi nha. Mã 102 với giá là 120k. Nhanh tay comment nha mấy chị đẹp ơi, chắc liệu là vải đuổi rồi các chị. Mặc rất là đẹp luôn. Ai lấy thì comment giúp em mã 102 nha các chị, chỉ còn 3 em nè. Chị Ban Mai nè. Ok chị Ban Mai 102. Chị ơi sao chị Ban Mai đang em không thấy luôn. Dạ ok chị Văn Trương nè. Xinh quá mấy chị ơi. Tiếp tục comment nè, chỉ còn 2 em nữa thôi nha các chị. Chỉ còn 2 em nữa thôi nha các tình yêu ơi. Nhanh tay comment nè. Để hôm nay em sẽ ấy chị. Dạ chắc em không đổi được nữa đâu chị Bình Thạnh Thị ơi. Chị đổi 2 lần vậy ai chịu nổi chị. Sao tụi em kiếm ra được chị?
Nãy giờ tụi em mấy mà chị cứ coi được cái sau cái chị đổi cái trước như vậy thôi nha. Giờ chị chưa được một chưa mua được cái nào luôn. Đổi một lần thôi nhé chị, sao đổi gì đổi hoài, lát nữa em lên cái nữa là chị đổi tiếp là chắc em chết. Ai lại làm vậy được chị? Có 120 ngàn à? Chị ơi, có 120 ngàn có mua thêm mua chứ đổi hoài vậy chị? Trời ơi, cái đầm có 120 rồi đổi từ cái đầm 100 kia rồi qua cái đầm 120 rồi giờ đổi tiếp cái này nữa. Không được đâu nha chị ơi, thích thì tụi em xả đơn chứ không được nha. Đầm rất là xinh luôn nha mấy chị ơi, chị có giá là 120k thôi ạ. Em có nhắn tin cho chị không? Alo tai quen quen. Em gọi à. Mã 102 chỉ còn hai em thôi nha mấy chị ơi. Dưới 70kg đổi lại mặt người nha các chị. Con này là dành cho mọi số ký và mọi lứa tuổi nha các chị ơi. Tại vì màu trắng nó không có kén người mặc, rất là sang trọng luôn. Các chị mặc đi cà phê, đi tiệc cũng đều ok hết nha. Ai lấy thì comment mã 102 giúp em ạ. Không đổi có một lần thôi, dạ thì đúng rồi, chị đổi một lần từ cái đầm mà từ cái đầm hoa vàng qua cái đầm hoa đỏ, bây giờ chị lại đổi từ hoa đỏ qua hoa trắng, sao được chị? Giờ sao tụi em kiếm được? Nãy giờ tụi em lục ra cho chị một lần tụi em đổi rồi là nể mặt lắm rồi. Cái này tụi em chốt đơn bằng phần mềm mà các chị hủy đơn đó, rồi hủy hai lần sao mà phần mềm nó chốt được chị? Rồi các chị ơi, các chị cứ comment mã số 102 nữa nha, các chị thích con đầm em đang mặc nha các chị. Có mua thêm thì mua chứ. Rồi bây giờ em bắt đầu chơi mini game nha các chị yêu. Bắt đầu chơi mini game để em xin phép xuống live luôn ha. Kết thúc live mình, trước khi kết thúc live mình sẽ có một cái mini game nhẹ nhẹ tri ân cho các chị hôm nay đã xem cái live stream này từ đầu tới cuối. Và đồng thời là em đổi rồi mà chị game. Em đổi cái đầm 27 qua cái đầm 98 rồi ha. Em đổi cho chị một lần rồi. Dạ rồi các chị ơi, bây giờ mình chơi mini game đi ha. Trước khi chơi mini game thì các chị chấm bài cho em nha. Chấm bài để em biết là các chị vẫn nó còn tương tác với em thì mình mới chơi mini game được nha. Chứ nếu em tổ chức ra chỉ có một vài chị chơi thì nó không vui nha mấy chị. Chấm bài giúp em nè, chấm bài và chia sẻ để mình chơi mini game nha các chị. Chuẩn bị em tặng đầm cho các chị yêu đây nè. Một cái đầm màu tím rất là đẹp luôn nha các chị ơi. Chấm bài nhanh tay giúp em ạ. Nhanh tay giúp em nha các chị ơi. Nhiều bạn lắm là chị tuyển nhiều mà. Chị làm sẵn. Ôi chị ơi, sao điện thoại nó bị đơ rồi chị ơi? Sao? Sao điện thoại nó bị đơ?